Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì nói chung chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp cái trò chơi Civilization phần 5 này. Thì nhìn chung thì có một vài bạn đặt câu hỏi cho mình, thậm chí có bạn khen mình là tưởng không cuốn mà cuốn không tưởng. Là khá bất ngờ với cái tư duy của mình. Thì thật ra thì nói chung cái này vấn đề này, nó không có cái vấn đề gì mà nó lạ đây cả. Tại vì thật sự ở đây á, những cái trò chơi này nó đòi hỏi một cái lượng kiến thức lịch sử nhất định. Và mình thì cái người học của ban C mà các bạn, thành ra là việc mà mình có năng lực cho cái này nó bình thường thôi. Rồi ngoài ra một số câu hỏi của các bạn là tại sao ví dụ như mình lại quyết định đó là chọn xây dựng những cái thành phố ven sông lớn hay là ven biển mà mình không xây ở sâu vô đất liền, thấy trong này cũng có nhiều cái chỗ nó ngon. Thì đúng là nó ngon thật, nhưng mà các bạn cứ hiểu đơn giản vậy nè. Nếu mà các bạn học lịch sử á, các bạn sẽ biết một điều rằng á, là những cái nền văn minh đầu tiên á, từ đông phương đông hay phương tây gì cũng như nhau thôi các bạn. Chà, sao mình có nhiều người làm về mảng tôn giáo quá vậy ta. Rồi thì đó, các bạn cứ tưởng tượng như này, những cái nền văn minh đầu tiên á, dù là Hy Lạp, La Mã ở phương Tây hay là những cái nền văn minh ở phương Đông chúng ta, thì nó đều xuất phát từ phương Đông chúng ta, như là Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà hay là Ai Cập, thì nó đều ra đời ở bên những cái con sông lớn. Tại sao lại như vậy? Sao nó không ra đời ở những cái nơi sâu trong đất liền mà nó lại ra đời ở những cái chỗ lưu vực như cái con sông lớn đó? Thì tất nhiên là tất cả đều có lý do, không có cái gì mà vô duyên vô cớ ở đây cả. Mà đơn giản thứ nhất nè, các bạn có hiểu đơn giản là ngày xưa đó, cái việc giao thông đường bộ nó không có phát triển, thành ra đó là đa phần là những cái mà nói chung là những cái nơi mà tập trung đông dân cư đó, đều là xuất phát từ cái cho nên là đa phần nó, thứ nhất là ven sông ven biển thì nó sẽ có cái nguồn lợi nó lớn về mặt nguồn nước. Chúng ta sống là rất cần cái nguồn nước mà các bạn. Rồi thứ hai là nó được tạo được nhiều thuận lợi cho cái giao thông. Tại vì như mình nói đó, ra không đường bộ nó không phát triển, đường đất mà trời mưa xuống cái là khỏi đi ấy, các bạn ạ. Đấy, thành ra là hơn nữa ven sông thì nó sẽ có một cái lượng phù sa nó lớn mà nó tạo điều kiện cho cái việc phát triển nông nghiệp. Mà phát triển nông nghiệp phát triển thì nó mới cho dân, nó mới làm dân số phát triển được. Mà chỗ nào tập trung đông dân cư, chỗ nào dân số mà tăng nhanh thì chỗ đó dễ hình thành cái nền văn minh thôi, bình thường. Như là nó có đòi hỏi để mà đưa đến một cái sự phát triển á, thì nó cũng đòi hỏi là phải có một cái lượng dân cư nhất định. Nếu mà ví dụ như dân cư mà nó chưa đông đúc, nó chưa tập trung nhiều về một nơi thì thật sự là cũng rất là khó để mà phát triển các bạn. Rồi chỗ này xui quá, toàn chỗ sản xuất thủ công không, mình muốn làm nông mà không được. À đây thôi, chúng ta xây cái đền ở đây đi. Nhưng mà chúng ta lo cho mảng tôn giáo một tí. Nãy xui quá mình xây chậm có một lượt thôi mà mình mất cái kỳ quan Angkor Wat rồi các bạn. Nhưng mà thôi kệ, không sao, cái này cuộc đua này nó bình thường thôi. Trong cuộc đua thì phải có người về trước, người về sau, bình thường. Ở đây chúng ta nâng cấp cái thép này lên nè. Rồi đây, chỗ này thì chúng ta xây cái đền thờ lên đi. Nhưng tại mình xây mấy công trình tôn giáo ngay từ đầu nhiều quá, thành ra là một phần nó cũng búp cho cái mảng tôn giáo của mình. Với lại các bạn ơi, mình xây thành phố ven biển nào nó thúc đẩy cái giao thương hàng hải. Bây giờ các thành phố mình nó mới bắt đầu kết nối được nè, nãy là chưa kết nối được. Rồi ok, mình sẽ cố gắng xây cái này. Vô tình được cho một cái này luôn á. Hay quá. Bây giờ thì tốt rồi. Đây là chúng ta đã kết nối được với New York rồi, hồi nãy chúng ta không kết nối được vì một lý do nào đó. Mà có thể là do lúc đó điều kiện nó chưa có phát triển, cái đường giao thông nó xa quá. Thật ra mình cũng chỉ mới có một đội buôn thôi các bạn. Nên chiếc này nó đi xong cái thời gian đó rồi, giờ nó quay về. Tại vì chúng ta sẽ cố gắng phát triển dân số cho cái chỗ trên kia. Chứ cái đất ở trên kia nó tệ quá.
Đây, viết một tác phẩm vĩ đại nữa đi ông bạn. Cứ vậy đi, chúng ta đẩy mạnh cái phát triển về mặt văn hóa. Trên này thì từ từ, tại nãy nó phát triển ra biển thôi, không có đất cho mình xây. Bây giờ đâu ra thêm được mấy miếng đất rồi. Ở đó mới được thêm một miếng rồi. Rồi từ từ để xây cái chỗ cái thành thủ đô chính. Nói chung là chúng ta phải làm cho cái thủ đô chúng ta nó kết nối được với cái địa phương khác. Rồi chạy xuống đây nào. Ủa chỗ này xây xong chưa? Chắc hình như chưa, mình bấm sớm rồi. Rồi đây, địa hình chỗ này xấu các bạn ơi, nó không phải là địa hình tốt. Chỗ này là có kênh đào Panama là, nhưng mà có vẻ như là thời điểm này thì nói chung là chưa xây dựng được. À phải xây dựng tiếp, chưa có xong, mình bấm hơi vội. Cái này mấy cái di tích này là hình như phải có được nhà khảo cổ chúng ta mới đi khảo cổ được. Đây. Rồi thôi để lát nữa mình xây một cái thành phố bên trong nội địa cho các bạn coi, các bạn sẽ thấy là nó phát triển khó khăn như thế nào. Đây. Cái nào có mấy cái hỗ trợ bị động này thì cứ ưu tiên cho nó trước, không lỗ đâu mà sợ. Rồi ok, chúng ta xây được một cái nhà tắm rồi các bạn. Một cái kỳ quan của thế giới đấy. Rồi ở đây là một cái đền chính nè. Qua mình trước khi mình xây tiếp thì mình cần một cái đoạn buôn nữa đã. Đây một cái tàu buôn nè. Ủa hình như cái dạng lý trường thành này nó tự động nó mở rộng ra hay sao ấy. Mình nhớ là từ hồi đầu nó đâu có rộng ra được giống vậy đâu ta. Hay là mình xây công trình lên thì nó mới tự động nó mở ra. Rồi ok, mình đây là thủ đô thì tất nhiên là mình phải xây cái đền chính của mình ở đây rồi. Cái đó không nói được. Rồi đây, tất nhiên là giờ tới Boston rồi. Chúng ta chủ yếu là tăng lương thực thôi. Mấy cái chỗ này nó cần phát triển về mặt lương thực mà. Đúng là nó cần bổ sung lương thực chứ dân số nó ít quá. Các bạn nhìn thành phố nè, cái này là cái số lương thực á. Và nó mất bao nhiêu lượng để nó tăng lên một số nữa. Rồi đây chúng ta đang rất cần tiền. Chỗ này tại đường đi xấu quá cho nên là nó phiền nhiều cái. Cái bức tường này nhìn cũng hài phết. Để coi nào. Rồi lên đây được rồi. Phải đợi một lượt nữa nó mới. Nói chung là địa hình xấu nó đi được, nó sẽ tốn các bạn thêm một lượt đi. Thằng này một lượt nó đi được có hai nước thôi, cho nên nó là nó đụng vào địa hình xấu coi như là nó đi được có một bước à. Như là chúng ta đang đảm bảo được cái mức độ hạnh phúc của người dân đấy. Tiếp tục làm cái đó là đúng rồi. Rồi ok, tới cái này. Nói chung là cái nào công nghệ nào mà xây nhanh thì chúng ta cứ làm trước, cái nào chậm thì chúng ta làm sau. Cứ theo thứ tự mà phát triển. Đây, ở đây nó xây được lên rồi nè, để xây tiếp. Nãy giờ chúng ta tập trung, chúng ta kiếm tiền nhiều quá. Đất thì mở rộng ra được rồi, nhưng mà toàn là đất này làm thủ công nghiệp không. À, mấy cái chỗ này như là nó nằm gần cái xứ lạnh rồi, thành ra chỗ này là muốn trồng trọt cũng khó. Mình không có đi đánh trận, ra một lượt của mình nó qua lẹ lắm. Mình không phải là cái người thích đi đánh nhau các bạn. Rồi đây xây tới cái này cho dân nó hạnh phúc. Chà, khoan phải mở rộng ra lãnh thổ ra chút nào. Dân mà cho mấy thằng này của mình nó có chỗ nó bằng việc.
Rồi mở rộng ra hướng này đi. Mình phải kết nối các thành của mình nó lại gần gần nhau. Biển thì từ từ cũng được, mặc dù mình thấy cá thấy tôm ở ngoài kia rồi nhưng mà từ từ. Ngoài những cái phát sinh chính thì nó còn có những cái thành bang nhỏ nhỏ, như những cái thành này nó sẽ không có mở rộng ra thêm khu thành phố mới, mà nó chỉ đơn giản là nó tồn tại vậy thôi, nó giống như cái thành nhỏ vậy cho các bạn chinh phục vậy đó. Ồ, chúng ta có công ty đồng ấn rồi, hay quá. Cái này à, cái này nó búp cho cái chuồng này, nó búp cho cả con cái chăn nuôi á, chứ không riêng gì cái kia, cái mảng quân sự đâu. Rồi ok, chúng ta đẩy lên đây nào. Ồ, lại một họa sĩ nữa, tuyệt vời. Nhưng mà vì chúng ta không có thì chúng ta đẩy cái vô cái thời kỳ vàng vậy. Thời kỳ vàng là cái thời kỳ mà một dân tộc đạt được tới đỉnh cao, và thường thì giờ thì mới là cái dân số đồ á, nó sẽ được đạt ở một cái mức mà giờ nói chung là nó như là sao ta, nó không phải là quá thừa mà nó cũng không phải là nó quá thiếu, dẫn đến là cái dân tộc đó thì hầu như là nó có điều kiện nó phát triển mà nó không có chịu một cái giới hạn nào, nói chung là nó dạng dân số nó cân bằng đó các bạn hiểu không? Ồ, có cái công trình này thì hay rồi. Rồi chúng ta đầu tư sản xuất khá là nhiều. Có vài chỗ đó đề nghị mình xây cái chỗ là buôn bán mà mình chưa muốn. Ngoài ra thì nó sẽ đạt được những cái đỉnh cao của nó về văn hóa, khoa học, kỹ thuật, kinh tế rồi đủ thứ. Ồ, cái chỗ này nó mở rộng ra biển không, mà nó mở rộng ra những cái mảng mà nó không có nhiều giá trị lắm. Khổ mình với mình cần mở ra những cái chỗ nó có tài nguyên đặc biệt đó, chứ mà mở rộng kiểu này thì hơi dở. Ồ, chúng ta có một nhà khoa học vĩ đại ra đời. Đây, nói chung là những con người này thì họ có cái khả năng họ thúc đẩy cái sự phát triển của quốc gia đó. Đây, cái này con ngân hàng à, tuyệt vời. Đây, tiếp tục phát triển đi. Nói chung là cái này xây những cái xưởng gỗ thì nó phát triển cân bằng, nó vừa nó không có phá hoại rừng các bạn. Nói chung là cái rừng nó vẫn được giữ lại, chúng ta không có đào xới gì lên hết. Còn kia là các bạn chặt rừng để các bạn làm nông luôn thì nó hơi dở một tí. Rồi, chỗ này là coi như xong. Rồi thì giờ như mình hứa ha, mình sẽ xây một cái thành phố ở trong nội địa cho các bạn coi, để các bạn thấy là khi mà xây một cái thành phố mà ở trong nội địa thì nó sẽ gặp những cái khó khăn gì. Ở đây, rồi ở đây xây thêm cái đồn lính nữa nào. Từ từ rồi mình sẽ mở rộng lên đây. Khu đó thì tại vì nó cái điều kiện nó hơi xấu, thành ra mình không đầu tư cho nó nhiều lắm, nó đẩy lên đây chi ta mình à đây thằng này nó như nó đi buôn xong rồi. Đây thì trở lại cái tuyến đường buôn cũ thôi, mình có thể có tính 6 đoàn buôn nha các bạn, mà ở đây là mình chỉ mới dùng có 2 đoàn thôi đó, tại mình chưa có ngoại thương, đa phần là mình nội thương không à, tức là mình à có khá nhiều chỗ xây thành phố tốt này, nhưng mà từ từ đã, nó phải xa xa ra một tí. Và mình cũng không được bấm vô mấy cái khoảng đen, tại mấy cái đó là mình chưa có mở ra được. Đây chúng ta đầu tư cho cái này luôn, vì chúng ta tăng cái nghiên cứu khoa học của chúng ta lên. Ở đây thì nó chưa có gì rồi thì chúng ta chịu. Rồi đấy thì nếu vậy thì chúng ta đầu tư cho nghiên cứu khoa học nè. Ở trên này thì từ từ lượt nữa. Rồi để coi mình mua thử rồi. Đất này mà mua cái ngọn núi đó thì mua nó không có được, không có giá trị lắm. Ở đây chúng ta đi về luôn, chỗ này có thể làm chuồng trại nè, tuyệt vời. Rồi ok, này là xây dựng xong rồi đúng không? Rồi đầu tư cho cái nghiên cứu khoa học luôn đi.
địa hình xấu cho nên mình không có làm đường nha các bạn, tại làm đường nó tốn tiền của chúng duy trì của chúng ta, dạng đường xá nó cần có bảo trì á. Rồi đây ông này thì cứ việc viết tác phẩm để đời thôi. Ở đó ông này mình chọn cái dưới thì nó sẽ tăng cái này nhanh chóng, mình mở thêm skill nữa mà mình không cần, mình cần một số cái để lưu lại nữa. Rồi xong. Giờ tới trên này mình sẽ luân phiên thay đổi, mình tránh mình nuôi quá nhiều đội thợ để đó là mình phát mình mở đất không kịp, tại vì có những miếng mình mở ra, ví dụ mở ra cái ngọn núi này thì chúng ta không có xây dựng cái gì được hết, thành ra là ba thành phố thì chỉ cần hai đội thôi. Ấy chà, có một cái fashion khá lên tới thời công nghiệp là mình vẫn còn đang ở thời kỳ phục hưng các bạn. Mình lên đời là tương đối chậm đấy, tại mình không có nhiều thành phố rồi là cái việc mà mình phát triển nó cũng chậm hơn, tại mình ít trường đại học quá các bạn, nó chậm cái đó. Thì thôi kệ không sao, chúng ta tránh mở nhờ với thành chúng ta hạnh phúc nè. Tại các bạn cứ mở thêm một thành phố là nó trừ thêm điểm đấy, các bạn thấy ở dưới không? Đó chúng ta có ba thành phố nó trừ 4.05 điểm hạnh phúc của dân đấy, mở nhiều quá phiền lắm. Rồi công nghệ ngân hàng đã nghiên cứu xong. Bây giờ tới lượt cái này. Rồi cái đó thì từ từ tính sau, giờ ở đây mình xây cái workshop cái đã. Còn ở đây thì đây chúng ta xây được cái này rồi, xây dựng cái trường Oxford cái đã. Ồ, quá tuyệt vời. Ở đây thì xây được cái này luôn hả? À, ngon, xây thử coi xây được không? Biết đâu được. Đây nó cho nó nằm khoan, chỗ này chưa ngon lắm, cho nó đi xuống đây thử rồi. Không vội các bạn nhé. Còn có nhiều chỗ nói chung là các bạn cứ xây những cái chỗ mà nó đề nghị, nhưng mà chúng ta nên xem xét cái vị trí đó, nói chung là nó không được quá xa thành mà nó cũng không được quá gần thành. Không có kênh đào Panama thì chúng ta phải chịu khó đi đường bộ rồi. Có kênh đào Panama cho tàu đi bằng đường thủy luôn cũng được. Nó lợi nhiều cái lắm nhưng mà tại vì bây giờ không có thì chúng ta phải chịu. Rồi khoan, chúng ta ra bỏ tí tiền, chúng ta mở rộng đất. Ồ, nó không cho thôi. Mình muốn lên đây cho hai cái thành này nó dính với nhau luôn mà nó không chịu. Rồi đó, thế thì ta đi khai thác gỗ tiếp vậy. Nên là nói chung là không gần biển cũng được nhưng mà phải ven cái con sông lớn. À, mà chúng ta nằm ra ngay cửa biển luôn thì gọi lại quá đẹp rồi, chỗ này quá đẹp để xây thành phố luôn rồi. Hay quá. Có điều là chỗ này mốt nó phát triển ra thì nó sẽ bị hạn chế cái biên giới ở chỗ này. Rồi ok, Philadelphia. Ồ, chúng ta được free một cái công nghệ thì không tội gì, không búp vô cái hàng hải cả. Rồi đây, tại dân số nó còn ít thì nó cũng, đây là cái đền trước. Chỗ này tính ra là xây tốt quá đấy, rồi xây cái đền thờ trước cái đã. Nào lẹ xây cái đó trước. Rồi mấy cái này xem được thôi rồi, ok, chúng ta xây cái ngân hàng. Ngân hàng thì ra đời đầu tiên ở Hà Lan nhưng mà gốc nó là ở bên Ý nha các bạn. Tại vì đó là cái chữ pan trong tiếng Anh á, nó xuất phát từ cái chữ panca, nghĩa là cái bàn của người để tiền trong cái tiếng Ý. Tại khi mà cái thành thị ở Ý nó ra đời á, nó thúc đẩy cái giao lưu thương mại. Ồ dạ, mà ông kỹ sư vĩ đại ra đời. Ông này thì có khả năng giúp chúng ta xây nhanh công trình hoặc là ông sẽ xây một số cái công trình mà nó có giá trị cao hơn so với mấy thằng thợ thông thường. Rồi ok, chúng ta xây cái ngân hàng ở đây luôn, tội gì không xây. À có một cái dạ ông này ông xây được cái nhà máy luôn á các bạn. Chỗ này để xây xong rồi mình bắt đầu mình mua cái thằng thương nhân cho nó đi đem lương thực tới. Rồi đây thằng này chạy qua đây. Rồi ok.
chỗ này không. Wow, cái này được nhiều lợi quá. Mà sao chúng ta nâng cái này trước các bạn? À, công nghệ thuốc súng là một trong những cuộc cách mạng quan trọng về mặt vũ khí của nhân loại. Chỗ này chuyên làm nông rồi. Mà chỗ này dính gì đó, điều kiện thuận lợi về làm nông là dân số nó tăng lẹ ngay từ đầu luôn. Mình cũng đỡ lo. Ủa mà sao nó không cho mở rộng theo kiểu này nữa ta? Rồi không chịu thôi, từ từ mở rộng chạy về đây xây dựng nào. Rồi để coi có sở thú, có cái cảng biển rồi, nhưng mà mình phải cần cái đoạn buôm trên bộ đã. Cái này chắc đi biển không được rồi, tại vì nó không có mình chưa đi thám hiểm mà cũng chưa có gì ở đây rồi, thôi kệ đi bộ đi. Không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng có phải đi bằng đường biển. Tại quan trọng là cái tuyến đường đó nó xa hay gần, với lại cái nhu cầu của mình nữa. À chỗ này nó có tôn giáo sẵn luôn. Hay quá, nó tự động nó liên kết tôn giáo với nhau các bạn, mình khỏi cần đi cải đạo. Thật ra một phần là do mình sẽ đền nữa. Mình thì chỉ yếu mỗi quân đội thôi, tại vì mình không có xây dựng quân đội. Chứ mấy cái khác thì mình vẫn ok hết rồi, nó yêu cầu cái này thì mình để mình xây trước. Rồi, chúng ta sẽ đến Phila đây. Các bạn thấy không? Cái khả năng vận tải của nó bằng có phần nửa. Về cơ bản thì cái tài liệu xưa mà nó ghi chép về cái mảng mà vận tải không có nhiều, nhưng mà nhìn trên một cái bối cảnh thời kỳ Trung Cổ đi. Thì một số tài liệu để lại cho biết là một cái xe hai ngựa kéo á, là nó chỉ có thể kéo được đâu khoảng có 500 kg hàng hóa thôi. Mà về cơ bản thì cái khoảng đường nó di chuyển là dạng cũng hạn chế lắm. Cho nên mà chưa kể là nói là những 500 kg hàng hóa, thì tới khi mà nó nhờ cái số hàng hóa mà được đưa tới tay những cái chỗ cần đến rồi đó, thì nó chắc nó rớt xuống còn có 400 kg thôi. Tại vì cái người thứ nhất là chúng ta phải tính cái trọng lượng của cái khối lượng của cái cơ thể của cái người mà chở hàng hóa tới, và chưa kể trên quá đường đi đó họ còn phải ăn phải uống là đủ thứ nữa mà. Đây đây, ok, chỗ này rất hợp luôn hả? Rồi mình xây cái đền ở đây đi. Đó, cho nên là nó còn một số cái vấn đề khác nữa. Rồi đây, chỗ này cứ phát triển cái này, mình có chăn nuôi mà. Đấy, cho nên nó khó khăn nhiều cái lắm, chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cái việc vận tải bằng đường bộ ngày xưa là do thứ nhất là nó không có đường xá đâu. Ồ, khó thắp nghiêng nữa hả? Chúng ta tập trung quá nhiều cái kỳ quan về đây rồi đấy. Chỗ này dân nó ít nè, thành ra là nó mở rộng chậm. Rồi, lên đây trước đi. Ở đây xây cái này nữa là đẹp. Chúng ta chưa ra thì công nghiệp, thành ra này nó chỉ mới là cái xưởng thủ công thôi. Rồi đây thì cứ theo đường cũ mà đi. Chỗ này dân tôi nói lẹ chứ nó được 2 điểm dân rồi kìa. Thành phố mới xây chưa được bao lâu. Cho nó chạy qua đây cái đã, để chỗ đó có con mỏ mà xây cho nó xong luôn. Bốn thành phố hà mà 2 đội thì nó hơi nặng đấy. Ông dân ta rất hạnh phúc các bạn, có nơi hạnh phúc bằng không luôn nè, có nơi thì hạnh phúc nó được có 3 điểm trong khi đó mình 17 điểm, chứng tỏ là cái đất nước này của mình là cực kỳ hạnh phúc. Người dân dạng như là không phải chịu cái chiến tranh hay gì cả, cứ thoải mái mà sống thôi. Rồi ok, chỗ này chúng ta xây thì tiếp đi cho dân nó hạnh phúc. Cái công trình nào mà vừa làm dân hạnh phúc thì chúng ta cứ ưu tiên chúng ta xây. Rồi để coi nào, chúng ta xây cái lâu đài Minh Trị đi. Ok, cái đó phải tên vậy chúng ta, mà khi mình sợ mình đọc lộn. À, Himeji hả? Thì không phải, phải lộn, nó dạng là một cái lâu đài nào đó ở Nhật thôi. Mình không rõ nó là lâu đài thời nào. Xin lỗi các bạn, đôi khi quen miệng cái đọc nhầm.
Nhưng mà không có cực, nói chung là các bạn thấy cái vai trò của kênh đào Panama chưa? Đó. Rồi đây chúng ta búp thêm vô cái nghiên cứu công nghệ nào. Rồi đây. Cái đền thờ này nằm ở đây là quá đẹp rồi. Đây, tiếp tục phát triển đi. Chỗ này toàn săn bắn với làm thủ công nghiệp thôi, nông nghiệp là phải tự lo. Chủ yếu ăn đồ ngoài biển là đợi nhập khẩu từ thủ đô về. Chứ bản thân nó tự không tự lo được cái mảng. Chà, chỗ này xây cái này chậm quá ta. À, xây chậm quá rồi, không nên xây, dễ mất lợi thế lắm. Đây, cứ búp lương thực cho mấy chỗ kia. Lương thực ở thủ đô nhiều mà. Chỗ này gốc mình làm nông mà các bạn, nó chỗ làm nông nghiệp rất nhiều luôn. Còn những cái chỗ nào mà sản xuất thủ công thì nó cũng kết hợp với lại bên nông nghiệp. Rồi, chúng ta lại bước cho thời kỳ vàng lần nữa nào. Tại vì chúng ta không có chỗ cho những cái bức tranh mà nó đẹp. Bức tranh đặc biệt thì chúng ta chưa làm được. Rồi, ok, chúng ta thêm cái mảng viết lách nào, chúng ta đầu tư văn hóa ở chỗ này. Rồi, tính ra chỗ này kết nối lẹ ghê chứ. Lưu ý là mình gài 450 lượt đi nha. Cho nên là nó tính bằng cái điểm số này nè. Khi mà để có ai điểm cao nhất thì người đó sẽ thắng. Mình không có đề cao cái việc chiếm đấu thành phố, cho nên nó là mình không có gài cái gọi là chiếm hết tất cả các thành phố của đối phương. Hay là chúng ta sẽ đi đầu tư khoa học, chúng ta chạy đua khoa học như lần trước nữa. Chúng ta không có chạy đua vào vũ trụ các bạn nha. Rồi xong, xây cái đền ở đây là đẹp rồi. Nói chung là chúng ta xây cái đền này nó góc trong rừng, thành ra nó vẫn cộng thực nha các bạn. Đó, nó tuyệt vời chỗ đó đó. Mình không xây ở đất trống, là đất trống tốt để mình phát triển nông nghiệp. Cái chỗ đó thì mình xây cái đền đó thì nó cho nó làm thủ công nghiệp đó, ý cho nó xây làm công tác tôn giáo, vừa làm cái công tác cung cấp lương thực cũng được. Cung cấp lương thực ở mức độ hạn chế. Rồi ok, cái này chúng ta đầu tư nè, cái này là economic, tức là kinh tế nè. Thật ra cái đầu tư cho hóa học này cũng được, chúng ta có pháo mà cái đó mình chưa cần. Mình đã có pháo đá rồi, nhưng mà nói chung là tại mình chưa có đầu, không có đầu tư quân sự nhiều, cho nên nó là cái đó với mình nó không cần thiết lắm. Chỗ này dân giờ tăng nhanh rồi đó, chứ 15 điểm rồi các bạn thấy không? 17 lượt nó mới tăng thêm một điểm nữa, tại dạng như nó không có nhiều thật á. Rồi qua đây chúng ta lo cho cái săn bắn nào. À, chúng ta có cái này rồi, hay đây. Đây. Không phải cái gì chúng ta cũng đầu tư cho thủ đô hết, cũng phải dành cho một số cái khác một tí. Các bạn thấy điều hạnh phúc của mình nó giảm không? Đó, giờ chúng ta bị trừ tới 5,4 điểm. À, chỗ này xây rồi hả? Chỗ này xây rồi thôi. Chúng ta bị trừ tận tới 5,4 điểm hạnh phúc, giờ chúng ta có tới 4 thành phố đấy. Rồi thêm trừ 24.3 điểm do dân số và 9,45 điểm do cái specific, sao mình không hiểu lắm. Đó là không lẽ trừ do mấy cái nhân vật đặc biệt hả? Rồi ok, chúng ta qua đây chúng ta xây dựng tiếp nào. Nhưng là hơi nặng đô một tí, giờ không có, chúng ta đang bị thiếu cái lực lượng xây dựng rồi. Hai chỗ này nó gần kết nối được với nhau rồi các bạn. Nói chung là mấy thành phố này không kết nối nhau không được, tại vì nó kết nối bằng đường biển nhưng không phải đường bộ, thành ra lãnh thổ nó không dính với nhau cũng được. Cũng chả có thằng nào nó dám chen vô đâu. Rồi ok, đây là cái lâu đài Himeji nè, khá là đẹp ấy. Ủa, hình như chúng ta được tăng cái khả năng di chuyển lên rồi. Ồ, tháp nghiêng Pisa hả? Hay đây, cái này cộng văn hóa, cái này cũng vậy, nhưng mà nó thêm cái tranh vẽ để lên lên trước đi. Cái kia nó chỉ đơn giản là cộng một điểm văn hóa thôi. Ồ, chúng ta đã cuối cùng chúng ta cũng gặp được phát sinh Ấn Độ rồi các bạn. Ông này là Mahatma Gandhi nè, một trong những cái con người mà nó khá là vĩ đại á. Rồi, ok, thì chúng ta để coi có cái gì để mà trao đổi không ta. À đây. Rồi, chịu không? Rồi đồng ý. Rồi tạm biệt ha. Rồi ổng tận bên kia lận. Rồi chúng ta ở bờ Tây, ổng ở bờ Đông, sợ gì. Ồ,
chúng ta tìm được Trung Quốc rồi. Rồi đây là Võ Tắc Thiên ha. Rồi đây kết nối hai cái thủ đô lại. Cái này thường nó dễ chịu lắm. Rồi ok xong. Nằm xa nhau vậy khỏi lo chiến tranh. Tại thường người ta cũng ngại lắm. Ồ, mình tính ra mình lại khá là ngon đấy. Rồi mấy cái bây giờ có bắt đầu xuất hiện quan hệ quốc tế này, chúng ta sẽ ủng hộ cái này. Nhưng cái nào mà tất cả cuộc ủng hộ thì chúng ta chọn thôi. Đừng có chọn mấy cái mà dễ chúng ta bị gây sự rồi nó mệt lắm. Rồi chúng ta xây cái thư viện ở đây nè. Chỗ này thì chúng ta xây cái nhà hát opera lên, chúng ta phát triển văn hóa. Ở đây thì chúng ta chỗ này không có làm thủ công nghiệp được luôn, tại nó không có tài nguyên gì hết. Ở đây chúng ta bắt buộc phải xây cái chợ ở đây rồi. Rồi thôi ok cũng được. Rồi tiếp tục phát triển thủ công nghiệp ở đây nào. Cái gì đây? Ông đề nghị đổi thuốc nhuộm lấy sắt. Rồi ok nhận luôn, tại dấu sao mình cũng không có xài. Ồ, mình còn tìm ra được cả ngọc trai à. Hay đấy. Rồi đây. Xây cái này lên đi là tính. Cái gì đây? Rồi ok, nói chung là khá là Ấn Độ đang tỏ ra khá là thân thiện với chúng ta. Điều tốt. Ồ, mấy bà vợ tất thì bà xây xong cái Taj Mahal này ở cái đất của Ấn Độ mà. Ông Trung Quốc này ổng đạo nhái kinh thật. Ý có cá ở đây rồi này, nhưng mà bây giờ làm sao mà đi vòng qua đây mà lấy cá được đây, cái thành phố mình nó nằm hướng bên này. Ồ xui thế. À bà này bà đề nghị đổi tiền mua thuốc nhuộm. Rồi ok chúng ta không có thuốc nhuộm mà chúng ta cứ mua thôi. Có rồi cứ mua đi coi. Nói chung là nhận cái kèo này chủ yếu là chúng ta để phát triển về cái mảng ngoại giao á các bạn, thấy không? Chúng ta làm gì thì nó đỡ có chiến tranh hơn. Rồi ok chúng ta cái này đi, chúng ta đầu tư cho mấy cái này nè, nó sẽ hỗ trợ chúng ta bị động, khỏi còn phải xây công trình khỏi gì cả. Trong lúc mọi người nhà nhà đi thám hiểm mà mình cứ ở yên nhà mình thôi. Nói chung là lo làm ăn sinh sống, không có lo đánh nhau hay gì cả, cũng không có cố gắng thu phục các thành bang. Rồi ok để coi, à mua miếng này được hả? Mua được, tội gì không mua. Tại đi theo xuống đó mà xây dựng luôn. Đây chặt rừng đào núi đi. Rồi chạy qua đây, nhanh. Hình như ở dưới biển mình đi lẹ được hơn hay sao á. Tại nãy rõ ràng dưới biển thì mình đi được tới 3 lượt. Rồi khi lên 5 điểm dân rồi, hay quá. Một nhà văn vĩ đại nữa lại ra đời, tuyệt vời. Ủa cái gì đây? À cái đám này nó đang xây cái mỏ. Ở đây thì chúng ta xây cái đền thờ lên đã, nó lẹ mình xây nó trước. Rồi đây viết tiếp đi. Fools have a habit of believing. Haha. Rồi ok. Ấn Độ đang là quốc gia lãnh đạo thế giới nha các bạn. Nhưng mà cái mảng ngoại giao á. Rồi chúng ta đang đứng dưới Trung Quốc nhưng mà đứng trên Ấn Độ các bạn. Và không biết sao Ấn Độ nó bèo nhất mà nó lại lực làm cái thằng đứng đầu nha. Cái này không hiểu lắm, nhưng mà nhiều khi có những quốc gia họ yếu về mảng này nhưng mà mảng ngoại giao họ khá là mạnh đấy. Rồi thôi ok chúng ta xây cái lâu đài lên trước đã, mặc dù chúng ta không ham đánh nhau nhưng mà chúng ta phải xây mấy cái liên quan đến bên phòng thủ, đảm bảo cái sức chiến đấu của chúng ta nếu mà bị tấn công. Như là quân đội thì mỗi thành một đội lính thôi cũng được. Ồ oh. Xem ra là mình phải tính lại về cái việc mà đào tạo nhân công rồi đấy. Chắc phải thêm một đội thợ nữa chứ bây giờ xây không kịp các bạn ơi. Đất mới nhiều quá. Rồi ok, một lượt nữa là chúng ta có công nghệ liên quan đến mảng hóa học rồi.
Rồi đây, tuyệt vời. Bây giờ đến lượt cái cái này nâng không không được, không cần tốn cái gì luôn. Cái này liên quan cái này để coi nào, nhưng mà khoa đã, chúng ta cần cái mã này nè, chúng ta đầu tư phát triển cái văn hóa đi. Cái này là mã quân sự rồi, từ từ á, này vô quân sự vô văn hóa luôn các bạn ơi. Nhưng thôi cái này đi, chúng ta không đánh nhau, thành ra không cần đầu tư sớm vô quân sự làm gì cả. Rồi đây đem lương thực tới đi cho dân số ở đó nó phát triển, dân ở đó nó không có cái ăn. Đúng rồi, tại ta chưa có đầu tư phát triển nông nghiệp đó, nó đang kinh tế tự nhiên các bạn. Ô, một nhà soạn nhạc vĩ đại đó ra đời, tuyệt vời. Đây, để lại một bản nhạc cho nổi tiếng cho đời đi. Rồi ở đây thì không còn cái gì hết. Rồi thôi, xây đào tạo lực lượng xây dựng thì chúng ta để sau, giờ xây cái này đã. À, rồi ok, chúng ta chống gián điệp luôn các bạn. Ồ, cái chỗ kia phát triển rồi, mở rộng nhanh quá. Hay đấy. Rồi ok, chúng ta xây cái bánh xe nước nào để cho nó tiếp tục nó phát triển lương thực, chỗ này làm nông mà. Thành ra chúng ta phải đầu tư cho cái mảng thủy lợi. Ở đây thì chạy qua đây nào. Rồi. Nhưng mà thế giới này quá rộng lớn để mà các phe phái tranh giành lãnh thổ với nhau các bạn. Tính ra vậy cũng tốt. Thế giới này có rất nhiều nền văn minh, nhưng mà hiện tại mình xét ở đây có 3 nền văn minh thôi. Thành ra là hay nói là không gian sống quá rộng rãi để mà người ta đánh nhau. Rồi ok, cái này là khoa học mà dính với kinh tế nè, thành ra là bây giờ kiếm ta kiếm được nhiều tiền lắm. Rồi ok, chúng ta thêm cái này nữa nào. Nói chung là một số công trình nó tốn cái phí duy trì nha, nhưng mà nó sẽ lợi một số cái khác, thành ra là mình cứ tự nhiên mình xây dựng thôi. Tiền mình giờ nhiều lắm. Rồi đấy, đầu tư sao rảnh thì đầu tư cho công nghệ thôi. Đây, làm gỗ đi. Chỗ này núi nhiều quá. Đây đang dư tiền mà, cứ mua cái mảng này luôn cho rồi. Trời, toàn núi là núi. Nhưng mà thôi, chúng ta chiếm lãnh thổ nhanh đi, không có đứa nó giành như mình đấy. Rồi xong, nó tạo thành một cái hình lục giác luôn rồi, tuyệt vời. Nó phát triển ra đây cũng được, tại đây có cá nè, mình kêu thêm tàu cá ra khai thác, khá là ngon. Lãnh thổ của chúng ta thì có thể không rộng bằng một số phe phái khác, nhưng mà chúng ta có cuộc, dân ta có cuộc sống là tương đối là thoải mái. À, chúng ta có rất nhiều tài nguyên luôn, thuốc nhuộm này, cái gì mình không biết, muối rồi cua rồi như là sản phẩm chăn nuôi phải. Ồ, Ấn Độ lên thời kỳ công nghiệp luôn rồi, mình chưa lên các bạn, mình vẫn đang ở thời kỳ phục hưng. Rồi đây, tuyệt vời. Tới cái quân đội nào. Đây, tới cái này. Ở đây nó mở ra biển không? Ê, thêm một cái chỗ đánh cá nữa là hay quá. Rồi, chúng ta đã có cái tháp nghiêng rồi các bạn. Tập trung cuộc. Cái này chắc là mã quân đội rồi. Cái này mình cho nên mình mới bằng không nè. Cái gì đây? À, mình được chọn hả? Được chọn thì dĩ nhiên là mình sẽ chọn một cái
nhà khoa học vĩ đại rồi. À, xây cái đó xong nó cho chúng ta một nhà khoa học vĩ đại rồi, đã thế thì chúng ta búp vô cái công nghệ này cho lẹ rồi, chúng ta lên đời luôn. Đây chậm chạp quá rồi, đâu có được. Đây ông này thì chúng ta cho ổng vô đây đi, chỗ nào mà tình báo yếu thì chúng ta phải gài vô để cho đảm bảo cho nước phe khác nó không gài mình, nó không có phá mình được. Ở đây chúng ta đầu tư vô cái này lẹ chúng ta đầu tư trước. Rồi chỗ này thôi, mấy công trình này từ từ chúng ta đào tạo thợ với lại thợ chứ còn gì nữa đâu. Đây lên cách mạng công nghiệp rồi mọi thứ nó cũng khác. Cái tàu này thì cứ theo cái nếp cũ mà đi, cứ đưa lương thực đi thôi, không cần cái khác. Ồ chỗ này nó mở rộng bên đây rồi. Ở đây cũng cần tàu cá hả? Chào bộ thủ đô phải sản xuất tàu cá là hơi bị nhiều ấy. Rồi để coi nào. Ồ tàu cá thì trả mất bao nhiêu lượt. Rồi ok tốt, cho đội thợ này nó chạy qua đây nó sẽ làm việc nào. Có lẽ mình phải tính tới cái việc làm đường mới được. Rồi lên đây nào, tính gọi đội thợ kia về á mà giờ không gọi được nữa rồi. Đây tiếp tục. Chà, mình lại có thêm một cái chợ khai thác cá ở đây nữa. Nguồn lợi thủy sản, các bạn không đi ở ven biển cái nguồn lợi hải sản nó cực kỳ nhiều luôn, hầu như là chúng ta không bao giờ sợ thiếu để mà khai thác đó. Không phải tự nhiên mà mình đi cứ đặt cái thành phố mình ở ven biển đâu, có lý do cả đấy. Nhưng mà sống trong cái điều kiện hòa bình này, không phải đầu tư nhiều cho quân sự rồi chúng ta giàu đổ tường nứt vách luôn. Ở chỗ này thì lo xây dựng đi, không cần lo mấy cái kia. Đây cái này đầu tư phát triển dân sự nào. Ủa à, chỗ này cũng chỉ có thể xây chợ thôi, đất nó tệ quá. Thành phố này là đúng là thành phố công thương, là không có làm nông nghiệp luôn á, hoàn toàn không có nông nghiệp ở cái thành phố này. Đây rồi lại thêm một cái tàu cá nữa nào. Chỗ này thì cứ làm gỗ đi. Chà, có chỗ nó xây xong cái tháp này rồi. Hình như cái mà cái tháp đó cũng là của Trung Quốc luôn. Rồi cho Ấn Độ nó làm lãnh đạo cũng được, chả sao kể đi, cái người yêu hòa bình làm lãnh đạo mình cũng mừng. Chứ để cho mấy cái tay mà nó hiếu chiến nó làm lãnh đạo mình cũng sợ lắm. Rồi mất 8 lượt rồi đi xong. Ở đây có cái này cũng được nè. Chúng ta xây cái pháo đài đỏ lên thủ đô của chúng ta, chứ điểm phòng thủ hơi bị cao đấy. Đây 10 điểm luôn. Đây rồi đánh cá đi. À không phải chỗ nào nó cũng mở ra được. Rồi đây ông này chạy lên đây, ông này xong việc rồi. Chúng ta chưa có nghiên cứu công nghệ khảo cổ ra mấy cái kia, chúng ta chưa có khai thác được. Cái gì đây?
À rồi, ok, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau bình thường mà. Tốt thôi. À, chỗ này cứ từ từ, không gấp. À, xin tí tiền à. À, ok. À, đi lên đây hết rồi, chịu rồi. Ở đây rồi, xây cái nông trại ở đây ngay ở chỗ này trồng làm đường các bạn ơi. Ngon. Rồi, chỗ này xây tiếp cái này lên. Chúng ta có gì mốt chúng ta tuyển lính lên sau cho nó lẹ. Khỏi bắt công chúng ta đi đánh đông đánh tây lên cấp. Vậy tốt hơn các bạn. Rồi. Đấy, dân ta rất hạnh phúc mặc dù ta có 4 thành phố thôi. Rồi xong. Rồi ở đâu nữa? À, nó chạy rồi. Rồi xong. Lên đời. Rồi bây giờ tới lượt cái này, nâng cái này là quá đẹp luôn nè. Rồi tiếp tục lại là một nơi không có khả năng. Đây chỗ này thì cứ từ từ, mấy cái này lên trước. Rồi đây. Rồi hầu như không vấn đề gì. Sao mình lên số cái này để lên số 1 ta? Mình vẫn đang đứng dưới mà mình đang bấm Trung Quốc khá là sát đó các bạn. À, à tất nhiên là mình ủng hộ mình rồi. Rồi ở đây thì chúng ta xây cái trường học lên thôi. Đây là trường học công cộng cho mọi người đều được đi học. Có muốn cái này phải xây coi trường đại học trước à? Rồi ok, sao cũng được. Đó mình có rồi. À đây, ông này có thể vẽ một bức tranh nữa rồi. Đây, vẽ đi, vẽ đi. Ồ, cái này là cái gì? Hồi năm 1901 đây. Chắc mấy cái hội nghị đồ mà trước nhà nước thứ nhất đó mà. Lúc đó nó còn cái trật tự viên. Trật tự mà được thành lập sau khi mà đánh bại hoàng đế Napoleon á. Mà chỗ này đất đai màu mỡ dữ à. À, tới rồi. Nó quay hơi lâu xíu các bạn. Wow, một nhạc sĩ vĩ đại đã ra đời. Ồ, giờ nó lại ra đời đa phần ở trên này á. Rồi, viết một bản nhạc để đời nữa đi ông. Rồi xong. Bây giờ chúng ta lại đầu tư cho một cái mảng khác. Cái này là Trung Quốc. À không được. Cái này là đây. À khoan, cái này không ai thích hết à. Từ từ từ. Cái nào cả đám nó thích đâu. Cái này thằng Trung Quốc ghét mà Ấn Độ thích. Rồi thôi chọn cái này đi. Không có cái nào mà hai đứa cùng thích thì chúng ta chọn cái mà không ai thích. Vậy đi, chúng ta thành người trung lập. Chúng ta không can thiệp vô mấy cái ở ngoài này nha, chứ để cho hai nó cự nhau. Mình ở đây một góc trời luôn. Cái này đúng kiểu là riêng một góc trời nè. Ok, cái pháo đài của mình đã được xây dựng xong. Cái thủ đô của mình thì giờ phải nói là đỉnh lắm luôn á. À,
khoan, cái này chúng ta thấy chưa cần đâu. Cái này thì quá tuyệt vời, nó tăng hạnh phúc cho dân. Đây có cả đống công trình phải xây đây. Đây trường học đây, xây đi để chúng ta còn phát triển. Đây chỗ đó đất đai không màu mỡ nhưng mà vẫn là đồng bằng dễ đi các bạn. Ok, nói là lãnh thổ được rồi. Hết thời kỳ vàng rồi, thôi không gấp, không gấp. Chỗ này dân số lên 7 điểm rồi, được cung cấp lương thực có lên lẹ lắm. Rồi đây chúng ta xây cái đấu trường lên cho bà con ở chỗ coi thể thao. Tuyệt vời. Đây xây cái pháo đài lên. Có gì còn phòng thủ, điểm phòng thủ 52. Ở chỗ này à, rồi lại chỉ có xây cái chợ ở đây. Bốn cái chợ chụm lại với nhau. Rồi tiếp tục. Gì nữa đây? À tiếp tục, ông này có vẻ như ông cần rất nhiều kim loại nha. Ở kệ mình dư mà mình có xài đâu, bán đi, mình mua về thì tiếp tục nhuộm. Cái đó nó cộng hạnh phúc cho dân thì không tội gì không mua cả. Chúng ta cũng không nên kỳ kèo với một thêm cò kèo với một thêm hai quá. Rồi ok, chúng ta xây tiếp cái pháo đài ở đây nào, điểm phòng thủ ở đây còn thấp hơn mà. Còn kẹo 1 thêm 2 làm gì. Nhưng mà cái đó mình đối phương cũng cần thì mua thôi, cho đối phương lợi một tí cũng được, không có gì mất mát cả. Rồi xong, ta lại nghiên cứu cái khác. Đây cái này quan trọng là nó đưa chúng ta lên thời kỳ mới. Đây có cái mỏ than, đây bắt đầu chúng ta biết dùng than rồi. Cách mạng công nghiệp rồi các bạn. Rồi tiếp tục à, lên 5 rồi. Tốt. Rồi ok, Trung Quốc đề nghị tương tự. Ok giữ luôn. Thuốc nhuộm là cái rất cần nha. Ngày xưa nó cũng là một trong những cái mặt hàng là chiến lược á, tại nó giúp bảo quản cái, đúng rồi, là nó giúp cho cái hàng hóa mà liên quan tới cái dệt may á, nó có giá trị hơn. Tất nhiên là chúng ta chọn chúng ta rồi. Để coi ai sẽ là người thắng. Ủa sao mình được bỏ có 3 phiếu à, đây mát luôn mà. Để coi chúng ta có lên làm lãnh đạo thế giới được không nhé. Được thì tốt, không được thôi, đâu có gì mất mát. À bắt đầu nó có cái quan điểm chính trị rồi. Đúng không? Với quan điểm chính trị mà nó gọi là cái ý thức hệ á. Chứ đầu chọn phe cộng sản, tư sản hay là phát xít đồ rồi đấy. Rồi đây, ở đây thì hầu như không vấn đề gì luôn á. Rồi không vấn đề gì thì chúng ta bút vô nghiên cứu khoa học thôi. Cái đội này thì cứ cho nó ở trên này nó xây dựng. Ở đây xong rồi phải không? Xong rồi thì chúng ta lại đi. Một kỹ sư vĩ đại nữa lại ra đời. Tuyệt vời. Rồi, ở đây. Ở đây, nói chung là phải làm đất tí mới làm nông nghiệp được các bạn. Một kỹ sư vĩ đại. Một kỹ sư vĩ đại thì xây cái này ở đâu ta? À đây, xây ở đây là quá đẹp luôn.
một họa sĩ vĩ đại lại ra đời. Rồi đây, từ đầu tư cho bên này tí. Ờ, Henry Ford luôn này, ông này là người được đứng tên phát minh ra xe hơi nè, mặc dù đó là một cái phát minh của rất nhiều nhà khoa học cùng hợp tác, trong đó có cả Edison, tại Edison chế tạo ra cái ắc quy mà. Wow, đẹp dữ. Rồi đây, chúng ta bắt đầu xây tới cái chợ đi, cho bà con này có chỗ giao thương. Rồi, thủ đô cũng đã xong. Chúng ta xây cái nhà hát opera lên nào. Đây cũng xong, còn mỗi cái này thôi. Khoan, mở rộng nhanh nhanh tí. Rồi, kết nối rồi. À, chúng ta có một cái chúng ta vô tình khai thác được luôn rồi các bạn. Được luôn cái di tích khảo cổ rồi. Rồi, ok. Tuyệt vời. Đây, đi đốn cây tiếp đi. Lên này gần lên tới Bắc Cực rồi này. Còn nhất là lên tới cái vùng nó lạnh, nó bao đóng băng rồi. Đó là đất ở đây không có làm nông được. Rồi, ok, mỏ than ở đây, một cái mỏ than ở đây. Một cái mỏ than ở đây. Một cái mỏ than ở đây. Rồi, ok, chúng ta phải tái xây dựng nhiều lắm. Cái mỏ than ở đây. Rồi, ok, toàn mỏ chiến lược không. Đây, chúng ta tới cái này đi. Tại mình không đầu tư cho quân đội trước. Ban hả? Qua từ chỗ này mình cần luyện thợ trước cái đã. Mình cần một đội thợ nữa. Ở trên này nếu mà nó xây cái tháp Big Ben thì mất bao lâu? 16 lượt ha, để cho thủ đô nó xây. Một đội thợ thì xây mất một lượt thì thôi cũng không sao. Rồi đây, cứ đem lương thực đi khắp nơi để liên kết, này gọi là lễ liên kết tôn giáo nha các bạn. Đảm bảo là dân mình nó không có theo đạo khác. Rồi khoan, để đây có cái mỏ than nè, kiếm nhanh. Thôi có đứa dành với mình. Đây. Rồi đấy, tha hồ. Đây, xây cái tháp Big Ben lên cho bà con sợ coi. Tiếp tục nào. Rồi, ok. Ở đây thì cái mỏ than đâu mất tiêu rồi ta. Rồi, hãy kệ, xuống đây xây dựng trước là tính. Nhưng mà tại tài nguyên nó chỉ xuất hiện theo chúng ta biết, cái ta biết đến cái loại tài nguyên đó, thật ra có những cái mà mới đầu mình xây thì mình không có để ý lắm. À, rồi ok, chúng ta có khá nhiều nhân tài đấy. Để coi nào, mình đang vẫn tiếp tục bám sát ông Trung Quốc các bạn. Ấn Độ rất thân thiện Trung Quốc trung lập. Rồi ok, vậy cũng tốt. À, ở đây chúng ta không có cái gì cả. Ở này muốn xây cái này thì cần có than. Rồi chưa có gì được thì chúng ta nghiên cứu khoa học đi. Rồi đây, xây lên. Rồi làm nông đi. Đất chỗ đó chắc cần phải cải tạo các bạn. Để ăn đất đất đầm lầy mà. Mở cửa biên giới, ok luôn. Nãy là mình mới đặt cái quan hệ mình đi thám hiểm cái thủ đô. Ví dụ trao đổi bản đồ giống như bên Tuần World thôi. Còn ở đây là chúng ta mới bắt đầu mở cửa biên giới cho nhau nè. Rồi, ok. Xây cái cảng biển luôn, tội gì không xây. Cái này là chúng ta tính ra vừa có cảng sông mà vừa có cảng biển luôn đấy. Đây, làm nông đi.
Rồi xong. Chỗ này bây giờ qua đây là khai thác mỏ than nè. Muốn xây nhà máy thì có mỏ than nha các bạn. Như là than lúc này rất chiến lược á, tại nó đảm bảo cho cái hoạt động của nhà máy mà. Không có than thì nhà máy làm sao chạy được. Ok, công tác khảo cổ đã xong. Và bây giờ tới cái này chúng ta nâng cấp lên, chúng ta có súng trường nào. Rồi xong, qua đây phải khai mỏ thôi. Chỗ này có cái mỏ than thì không tội gì mình khai thác gỗ mà không khai thác than cả. Tại lưu ý là chúng ta phải xây cái nhà máy lên thì chúng ta mới khai thác được nha các bạn. Thế chúng ta dạng chúng ta phải có khai mỏ đó. Rồi các bạn xây cái này thì về cơ bản cái chỗ này nó không có cho chúng ta cái than. Như là có một số cái tài nguyên thì bắt buộc các bạn phải xây cái này. Rồi nói chung là bắt buộc phải chặt rừng thôi, dù chúng ta muốn hay không. Ồ, tất nhiên rồi, nền văn minh của chúng ta là văn minh biển mà. Rồi đây, viết tiếp đi ông bạn. Cái gì đây? À rồi, trồng tỉa đồ xong hết rồi. Coi mở đất được không ta? À, mở đất là mở ra biển thôi. Rồi đây thôi cũng được đi, chả mất gì. Rồi ok, ta xây tiếp công trình ở đây nào. Ấn Độ vẫn đang làm trùm các bạn. Rồi ok, cho nó làm lãnh đạo thế giới đi, cũng chả mình cũng chả mất gì. Rồi đây xây cái workshop lên nào. Chỗ này nó sản xuất nó lại kém nha các bạn. Nó không, chỗ này nó mạnh về sản xuất nhưng mà nó lại yếu về cái mảng nông nghiệp. Ở đây chúng ta xây cái bảo tàng ở đây được rồi. Lên lại. Rồi. Giờ mốt còn lát nữa còn phải khai thác nhôm nữa đấy. À ok, kết nối là lãnh thổ được rồi, mừng quá. Cuối cùng thì cái thành phố, hai cái thành phố này nó cũng kết nối được với nhau. Rồi đây khai thác gỗ đi. À chỗ này còn phải xây là thành cái mỏ than nữa đây này. Rồi còn mỏ than dưới này nữa. Ok, tháp Big Ben đã về chúng ta rồi. Rồi đây tới cái này. Ồ, sắp sửa có công nghệ liên quan tới mảng dầu mỏ rồi. Ồ, một cái công trình hay quá để xây. Đây, làm nông đi. Đúng rồi, cái này là phải lo cải tạo đất cái đã. Công tác khai hoang này khá là cực. Nói như là tùy cái, nói như là hầu như đất hoang lúc nào cũng phải khai hoang trước rồi mới gieo trồng nữa các bạn. Chứ không phải cứ tới đó gieo hạt là được đâu. Rồi ok, đẩy nhanh nghiên cứu khoa học lên. Này là nghiên cứu ra được máy hơi nước. Rồi ok, nghiên cứu máy hơi nước trước. Chỗ này đang rảnh à, xây cái này luôn đi. Đây, tiếp tục đi giao thương. Tại bây giờ không có kênh đào Panama là phải đi vòng suốt mũi cực nam của trong Mỹ luôn á. Mà cái đó thì tàu đi vậy là quá xa cũng được, thà đi đường bộ ngắn hơn.
Nước Mỹ họ có cái tuyến đường mà họ cho chạy xuyên quốc gia mà các bạn toàn xe tải chạy không? Chỉ bình thường. Rồi đây, tất nhiên là chúng ta bầu cho chúng ta rồi. Ở này nó báo dư một điệp viên là sao ta? Nãy mình cử đi rồi mà. Đều đang có chỗ đứng hết rồi. À, cho nên hỏi mình nó muốn đi quậy mấy phe khác không mà. Rồi ok, để coi hai này đều giận hả? Hai này đều giận luôn. Đây giờ tới cái này. Chỗ này thôi khoan, xây mấy cái nhỏ nhỏ này trước đi, tại thành nó xây sau mà. Nào xây cái trường đại học lên đi. Rồi đây, lại khai mỏ nữa. Chỗ này không làm nông nổi các bạn. Cũng may là nó có cái nguồn thực phẩm từ biển nhiều đấy, không mà mình mệt. Ở dưới này thì đây một đống công trình chưa xây này. Rồi một nhạc sĩ vĩ đại nữa lại ra đời. Ở đâu đấy? Ở đây à. Rồi, để viết lại một bản nhạc để đời đi anh bạn. À, rồi xong. Chúng ta đã có một cái đồn khai thác than rồi các bạn. Rồi đây chạy qua đây. Rồi tất nhiên là vẫn giữ là cái mối quan hệ giao thương cũ. Bốn thành phố thì có ba đoạn buôn thôi. Cái việc đất đai nó mở rộng lẹ quá, mình không theo kịp luôn á. Đây, chấp nhận luôn. Rồi khai thác gỗ ở trên này. Rồi còn khá nhiều lượt nữa mới hết, mình ta chưa nói ai hơn ai được đâu. Rồi, ok. Mình lên đứng nhất rồi ở đây. Chơi mặc dù chênh lệch nhau có 1 điểm thôi. Ở đây giờ tới nghe cái này là nhôm các bạn. Khai chặt rừng xong rồi bây giờ mới làm mỏ được cái này, khai mỏ được đây. Rồi ok, xây cái này ở đây cũng được. À, rồi xong, giờ chạy qua đây. Đó, mở rộng vậy phải tốt hơn không? Chúng ta đỡ phiền rất nhiều cái. Rồi. Từ chạy qua đây trước. Rồi biết ngay là lại hợp đồng cũ mà. Ok, chúng ta cứ giữ cái quan hệ giao thương đó đi, đâu có mất mát gì. Ok, lại một cái công trình vĩ đại nữa. Xây xong cùng lúc luôn, quá đỉnh. Rồi đây chúng ta xây cái tường lên xíu. Chỗ này cũng còn cả đống công trình chưa xây đây. Đây xây cái bảo tàng lên. Chỗ này thì xây nhà máy được rồi. À chỗ này xây cái này xong rồi. Ok. À một vị tướng gì đây? Một vị tướng giỏi à. Rồi ok, nếu vậy thì ông này phải
chạy ra đây. Rồi đây, khai thác gỗ đi. Vẽ một bức tranh đi. Ông nào nhìn hài hước này. Lên nhà máy rồi nè các bạn không? Đấy. Ồ cái tường nó à không không, nó không mở rộng ra, mình tưởng lầm, nhìn nhầm các bạn. Rồi đây. Rồi vẫn cái đường cũ mà đi thôi, vẫn cứ là đi buôn hàng hóa. Ê đi buôn lương thực. Đi buôn tới như là buôn hàng hóa rồi. Có hàng để bán chứ không sao gọi là đi buôn. Ồ cá tôm bên đây nhiều quá mà không khai thác được. Rồi không chịu thôi. Đây thêm một cái nhà máy ở đây. Cứ phát triển sản xuất thôi các bạn, sức mạnh của nền công nghiệp Mỹ. Cái gì đây? Trời ơi, đòi cái này hơi nhiều nha. Bỏ cái này ra thì tôi chịu. À chịu luôn. Rồi tốt. Dễ tính thế có phải hay không? Rồi cái này là cái gì đây? À cái này mình chưa có các bạn. Rồi, ok. À cái đó liền mau, đây xây cái nhà opera lên nào. Rồi đây xây cái mỏ than ở đây. Chúng ta đang có rất nhiều than các bạn, một tài nguyên cực kỳ chiến lược luôn. Ngựa thì bây giờ không còn chiến lược lắm, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có xe nên ngựa vẫn còn giá trị. À chúng ta có mỏ nhôm rồi. À một cái mỏ nhôm nó ở đây. À về mặt này chúng ta đã khai thác được rồi. Mỏ nhôm, à ở đây cũng có nhôm nè. Nhôm thì rất quan trọng giai đoạn sau nha. Nó làm máy bay, nó làm một số cái khác nữa đó. Rồi nghiên cứu tới công nghệ thuốc nổ trước. Nó lẹ chúng ta xây trước rồi chúng gì trơn. Rồi ok, tới cái này chúng ta phát triển thương mại lên nào. Ở đây xong rồi, ok tốt. Cái này mình đứng đầu luôn. Để coi 76 rồi, mình đang vượt lên dẫn trước khá là xa. Mình được một đoạn thôi chứ không không xa. Nói xa là nói quá, cái này là vượt lên dẫn trước một đoạn thôi. Đấy, các bạn ông đã cứ đầu tư phát triển là các bạn mạnh thôi, nói chung là sức này tính sức mạnh tổng thể chứ không phải chỉ có sức mạnh quân sự là nó thể hiện cái sức mạnh của một quốc gia đâu. Rồi đốn cây đi, không thích phá hoại môi trường nhưng mà trường hợp này bắt buộc phải phá chứ không thì cũng không có cách nào khác. Rồi ok, chỗ này coi như xong. Đây, khai thác đi. Đây, khai thác. Khai thác luôn. Giờ thì mình còn chẳng còn xây nhanh công trình nữa các bạn. Rồi ok, chuyện gì thì chuyện, mình không để tâm. À ha. Mà công trình đặc biệt thì để cho mấy thằng kia nó xây, thằng này nó lo cái này được rồi. Đây tuyệt vời, ông xây cái này cho tôi. Đây.
rồi đây vị tướng, lượt sau rồi tính. Khoan cho ổng lên đây ngon hơn. Nó khuyên mình xây hai cái pháo đài ngày một, những vị trí tốt để xây pháo đài này mình không cần, mình muốn xây chỗ này cơ. Rồi đây lên đây, rồi đây xây cái học viện quân sự cái đã. Mở cửa biên giới, ok, mình vẫn mở nãy giờ mà có đóng đâu. Rồi công nghệ thuốc, bây giờ pháo binh chúng ta là phát triển lên một đất mới rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu tới cái này để chúng ta khai thác dầu mỏ nè. Đây, pháo đài đâu? Mở ra được một mảng luôn. Tuyệt vời ở mặt trời các bạn. Rồi, chưa có rồi thôi chúng ta xây dựng ở đây vậy. Nhưng mà chọn đúng nền văn minh rồi chúng ta phát triển khá là nhanh. Mà nhân tiện thì nói về việc chọn đúng nền văn minh thì bây giờ mình xây lẹ cái làm cái này đi cũng được. Tiền đang nhiều mà để làm gì. Đấy, thật ra thì cũng không xây được nhiều lắm đâu, nhưng mà chúng ta cố gắng thôi. Nhiêu đây tiền xây được cái gì nữa không? À, xây được cái trại lính nữa hả? Rồi cũng ngon. Vậy đi cho nó đỡ. Rồi có cái này ở đây luôn. Trời ơi, ok, không tội gì không xây cả. Cái đó xây lẹ mà. Đây, cho này nó lên đây lại. Chúng ta có khá nhiều than và một cái lượng nhôm tương đối các bạn. À, bắt đầu chúng ta có cái này rồi và tất nhiên là mình sẽ chọn cái cộng sản đi. Cái này nó bút cái hạnh phúc của dân dễ hơn. Đây, chọn cái đây, chúng ta lấy cái này tăng hạnh phúc cho dân. Thế thôi. À, chúng ta cứ ủng hộ chúng ta là được rồi. Rồi xong. Rồi xây cái này lên. Than mình có rất nhiều mà mình xài chưa có nhiêu cả. Đây, rồi. Rồi ok, mình thân với Trung Quốc rồi các bạn. Tại mình với nó chung ý thức hệ, nó chung ý thức hệ dễ thân lắm. Ồ, Ấn Độ lên 7 rồi các bạn. Ồ, nó lên cái ngoại giao kinh thế. Cái này thì không cần. Đây. Tăng phí duy trì quân đội nè, cái này cho mấy thằng kia nó đỡ phát triển quân đội, mình đỡ khổ. Đây, xây cái này đi cho dân hạnh phúc, mặc dù dân mình hạnh phúc lắm rồi. Đây, xây tới cái đồ cảnh sát ở đây. À, chỗ này xây xong rồi hả? Rồi, tới đây. Có cái cảng ngay đây luôn là đẹp nè, vô đường sông cũng được mà đậu đường biển ở đây cũng được, có cái ngọn hải đăng ở đây luôn. Một kỹ sư vĩ đại nữa lại ra đời, tuyệt vời. Rồi đây, lên đây xây cái đây. Còn gì để xây không mà hết rồi ạ. Hết rồi thôi. Đây, xây cái nhà máy lên. Chúng ta sắp phát hiện ra được dầu mỏ rồi các bạn.
mà không biết là nó ở ngoài biển hay là nó ở trên đất liền. Đây trên đất liền dễ khai thác hơn. Tiếp tục khai thác đi, đứng nó làm gì? Ai chà, rồi sắp có thêm một chỗ để khai thác nữa rồi. Tiền lên đã luôn. Chỗ này xây dựng gì từ từ xây mà à đây một cái tàu đó đây đang cần. Địa hình chỗ này xấu dữ ta. Đây tiếp tục. Tuyệt vời, chúng ta lên thời hiện đại rồi, chúng ta lên đời hơi chậm. À đây, ở đây có cái mỏ dầu hả? À? Rồi ok thôi không sao. Rồi để xem. Rồi xong, di chuyển tới đó đi. À, cái này từ từ tính sao. Rồi nghiên cứu tới cái radio nè. Chúng ta, biển của chúng ta không có dầu các bạn. Rồi đỡ lo khai thác. Ta có đúng một cái mỏ dầu thôi. Rồi xong khai thác nhôm đi, chúng ta cần nhiều nhôm hơn. Rồi xây cái bệnh viện lên nào để chúng ta lấy thêm thực. Rồi chạy ra đây nhanh. Rồi khai mỏ ở đây đi, chỗ này cũng không có làm nông được. Vậy là chúng ta có hai nơi lo làm nông nghiệp, còn một hai nơi làm công thương các bạn. Chỗ nào thì cũng có thương hết trơn á, nhưng mà có chỗ thì nông với thương, chỗ thì công với thương. Rồi ok, bên này làm nãy giờ xây dựng chậm quá. Rồi cái gì đây? À thằng này xây xong rồi hả? À, xây xong rồi tốt, rồi lên đây biến cho cái này thành cái mỏ dầu nè, chúng ta cần dầu. À, ông Ấn Độ à, chọn luôn rồi, ba mình chung ý tưởng các bạn. Ba đứa ba quốc gia chung một cái ý thức hệ. Quá tuyệt vời. Hai thằng kia nó còn đang bất hạnh, dân mình rất hạnh phúc. Đây mình dẫn đầu luôn, Trung Quốc nó à ông Ấn Độ Trung Quốc à không ông Ấn Độ Trung Quốc ám sát mình các bạn. Ấn Độ nó còn chưa chưa qua được ngàn mốt. Xây lẹ được cái gì không? Xây luôn đi. Cái này là cũng được. Rồi để coi nào, rồi xây cái này lên cho lương thực nó tăng lẹ lẹ ăn tí. Rồi khai thác gỗ đi. À phát hiện ra một cái này nữa hả? Đây. Khai thác ở đây đi. Ở đây là ngọc trai các bạn ơi. Ngon. Thế là chúng ta lại càng giàu. Rồi ok, chúng ta làm việc chung với nhau nào từ đó đến giờ mà. Như là 450 lượt là khá là vừa đủ đấy. Rồi ok, đây xong rồi đúng không? Rồi qua đây luôn. Ở đây tiếp tục xây dựng cái bệnh viện lên. Mặc dù mình đang thắc mắc tại sao bệnh viện lại cho ra lương thực. Xin mình tí tiền. Rồi ok cho luôn. Chúng ta giàu mà chúng ta đi viện trợ thôi, chứ sức mạnh của mình là sức mạnh mềm đấy các bạn. Đó, đây chính là cái khái niệm sức mạnh mềm này đó. Chúng ta dùng cái tiền chúng ta, cái ảnh hưởng văn hóa của chúng ta thôi, chúng ta không động binh các bạn. Rồi khai mỏ đó đi. Rồi ok, lại chúc mừng chúng ta hoàn thành kế hoạch 5 năm các bạn. Rồi em đặt kế hoạch dài hạn luôn chứ không phải kế hoạch 5 năm nữa. Chẳng qua là qua 5 năm mà điều chỉnh lại thôi. Rồi đây tiếp tục tới cái học viện quân sự nào.
Nói chung là tiềm lực quân sự của chúng ta rất cao nha, nhưng mà vấn đề là chúng ta không có đầu tư mạnh cho nó. Chúng ta lo cho những cái mảng khác nhiều hơn. Ở đây khai thác dầu đi, bớt tiền lại một tí cũng được, không sao, có dầu rồi tự nhiên sẽ giàu. Đây, vận tải đường biển lại càng phát triển. Rồi, tiếp tục. Chỗ này địa hình nó xấu rồi, ra mặc định nó làm cái xưởng công nghiệp không à, nó không có làm nông được. Tính ra cái đất này của mình là kho đất nông nghiệp không nhiều lắm nha. Rồi đây xây có xe gió lên, có bao nhiêu cái công trình đặc biệt dồn về thủ đô gần hết rồi. Nhưng thủ đô của mình phải nói là đủ thứ công trình luôn á, như tự tháp cũng có, Stonehenge cũng có nè. À, như là mấy cái nói chung là xây nhiều quá là giờ nó đầy lên trên màn hình luôn, mình nhìn không được luôn các bạn. Cái ngọn hải đăng ở bên Alexandria cũng có đây nè. Rồi đây, nhưng mà sau một thời gian thì nó sẽ thiết lập lại cái đường buôn bán, thì mình vẫn cứ theo cái thiết lập cũ thôi. Mình thì tính là tính dài hạn chứ không bao giờ mình tính thời gian ngắn cả, có chăng là mình đổi đi buôn thực hay là đi buôn mấy cái khác thôi. Tại đó nó cũng chỉ có hai loại là đi buôn thực với lại đi buôn hàng hóa à. Ngoại thương thì nó mới ra tiền nha các bạn, còn nội thương thì nó chỉ tăng cái sản xuất hoặc là tăng cái lương thực thôi. Rồi, ok. Rồi, ok, Ấn Độ lên thời hiện đại rồi, tính ra bây giờ mình lên đời lẹ hơn. Trung Quốc nãy là nó dẫn đầu, bây giờ mình bắt đầu mình lên dẫn đầu, ông Ấn Độ vẫn thi theo sau chót. Có điều ông này bên ngoại giao khá là tốt, tại Gandhi là một cái người mà chuyên về cái mảng ngoại giao và một con người khá là ôn hòa đấy. Nhà lãnh đạo mà hết sức được tôn trọng đó các bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta nghiên cứu tới hàng không nào. Rồi ok, nâng tới cái này. À, cái này từ từ chúng ta tính tới. À, chỗ này cái mỏ ta xây xong rồi. Giờ tới cái này. Nếu mà các bạn thi vào quân đội thì các bạn mới chọn phát xít nha, tại vì phát xít thì nó mới búp cho cái mảng bên quân đội. Cái này à, cái này liên quan ngoại giao rồi chúng ta không cần. Đây, tiếp tục búp vô cái mảng khoa học. Mình nghiên cứu cho nó lẹ coi. Đây, cái này giờ nó cộng hạnh phúc cho dân thì chúng ta cứ xây thôi. Rồi đây cái này từ từ tính sao mình xây cái Broadway này đã. Ồ cái Broadway này nổi tiếng lắm á nha. À, Tháp Eiffel này thôi chúng ta xây luôn. À, nghiên cứu chậm lại tí cũng được không sao, không gấp. Đây, lại khai thác tự nhiên, nói chung là chúng ta hướng tới cái việc khai thác mà nó tự nhiên, hạn chế phá hoại môi trường. Không có cái khai thác nào mà là không phá hoại môi trường các bạn nha, chỉ có ít phá hoại hay là phá hoại nhiều thôi. Nhưng mà nói chung là khai thác thì phải đi đôi với bảo tồn, tức là khai thác mà nói chung là vừa chặt mà phải vừa trồng đấy. Rồi xong, chúng ta đã có dầu mỏ rồi các bạn, đây 7 đơn vị dầu mỏ khá là đỉnh đấy. Hầu như là nãy giờ mình chưa tính tới việc xây thêm thành phố luôn. Mà thôi chắc cũng không cần đâu. Tại dẫu sao thì chúng ta cũng không có độ à, dân mình rất hạnh phúc. Trung Quốc thì mới được 8 thôi, ở Ấn Độ không có điểm hạnh phúc nào luôn. Rồi đây, hầu như những cái này xong rồi đúng không? Xong rồi thôi, lại bút vô nghiên cứu khoa học. Chưa xây dựng được gì thì cứ lo mà nghiên cứu khoa học đi. Đất này xấu quá mà không có mỏ nữa. Rồi ok, chúng ta xây lại một cái train board ở đây. Cái này giờ nó cộng cả khoa học luôn nha các bạn. Rồi đây. Đây chỗ này làm nông được nè, mừng quá, cuối cùng cũng có tìm lại được một chỗ làm nông.
Đây làm sao cũng là cái khu bờ Tây của nước Mỹ mà. Chỉ có cái nào mà nó nằm ở bên phía sườn Tây, nó gần gần biển thì đất mới tốt, và còn qua cái dãy núi rồi thì hầu như là cái khí hậu của nó khá là khô cằn các bạn. Đã có nhiều là hơi ẩm đó, nó bị chặn lại bởi cái ngọn núi hết rồi. Ok, chúng ta lại bước vào thời kỳ vàng rồi các bạn. Ủa, cái ông nhạc sĩ ông đứng đâu rồi? À, cái ông nhạc sĩ toàn đứng hút trên này không nha. À, thôi sao không được, muốn đứng đâu rồi tùy. Miễn là xuất hiện là được rồi. Rồi ok, vẫn theo nếp cũ đúng không? Rồi ok, chị thôi em đồng tình. Rồi đây, chúng ta phát triển hàng không rồi. Bây giờ chúng ta tới cái này nào, chúng ta hướng ra biển. Rồi, chúng ta tiếp tục đầu tư cái này. Tiếp tục phát triển sản xuất. Rồi, chạy qua đây. À, bắt đầu mình đóng tàu ở khu này được rồi đấy. Mình đóng mấy chiếc tàu cho nó chạy ra đây, nó khai thác giùm chỗ này nè. Hai chỗ luôn, tại bên này cái cảng nó hướng về bên này. Hơi dở cho mình. Ấn Độ thì mình không biết làm sao mà ổng có được cái điểm ngoại giao cao thế. Mà thôi, chuyện đó không cần thiết. Ok, chúng ta thân thiện với cả hai phe luôn các bạn thấy không? Hầu như là chúng ta không có cái đối địch, với lại chúng ta nằm ở quá xa để mà nó tấn công. Chính sách của người Hoa là viễn giao cận công mà, tức là xa thì họ mới đánh, xa thì họ giao hảo, ở gần họ mới đánh. Cho nên là chúng ta ở xa họ là một cái điều đó rất hạnh phúc, một cái điều rất hạnh phúc. Rồi ok, chúng ta chọn cái này, tất nhiên là chọn cái này rồi. Đây cái này bà con có, chúng ta có chung tư tưởng thì chúng ta cứ làm việc tới. Rồi đây, dù mình cũng không biết là cái khu này phát triển thương mại thì ai bán cho ai nữa, mà thôi kệ nó. Rồi đây, chúng ta đi xuống đây. Chúng ta chưa công nghệ khai thác dầu ở trên biển nha, thành ra là chúng ta về cơ bản là chỉ mới có khai thác được dầu ở trên bộ thôi. Rồi một họa sĩ vĩ đại nữa là xuất hiện. Rồi đây, tốt thôi, lại vẽ một bức tranh nữa đi. Ồ, đẹp đấy, chắc là ở Nga hay là ở mấy cái vùng phía Bắc rồi, à, cũng có thể là ở Alaska. Rồi ok, chúng ta phát triển cái mảng này khá là mạnh. À, cái này là chúng ta có thể dùng nó để tạo ra một số cái nhân vật này nữa hả? Và cái này mình không cần, tại refresh nhà tiên tri hay là nhà truyền giáo gì thì mình cũng không cần nữa rồi. Đây chúng ta, thằng Trung Quốc nó đang đuổi kịp mình, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ok, nói chung là còn nhiều lượt lắm, 450 lượt mới hết, mà thành ra là chưa biết ai hơn ai đâu các bạn. Rồi ok, tuyệt vời. À, rồi đây, đây full cho cái này luôn đi. À, mà cái này nó lại cho mấy cái tay bên hàng hải mà nó không cần. Rồi xây thêm một thành phố nữa nào, hay đây. Rồi tăng đi, rồi chúng ta sẽ được nghiên cứu công nghệ tiếp theo nó lẹ hơn. Đây phát triển đường ray luôn, đường sắt các bạn. Rồi đây một khu dân cư mới nữa sẽ ra đời ha. Rồi giờ mình xây nó sâu sâu đất liền tí nào. Nó yêu cầu mình xây ở đây rõ ràng không phải cao kiến rồi.
chúng ta chạy lên đây trước đi rồi chúng ta sẽ đi xa hơn. Bây giờ thì chúng ta chưa có cái gì để xây nữa, rồi chúng ta xây mấy cái này. Thủ đô của chúng ta nó lẹ thôi. À, một nhạc sĩ vĩ đại đây. Rồi phát triển tiếp đi. Đấy, cứ thế thôi. Đây đây đây, đóng một chiếc tàu ở đây ngay. Ở đây xây nhà máy xong rồi kêu hai chiếc tàu ra đây khai thác. Chúng ta sẽ có thêm nguồn cung dầu mỏ các bạn, chứ không có mà không biết khai thác là nhục lắm. Rồi ông này xin tí tiền hả? Họ cho luôn đi. Trung Quốc mà không cho tiền nó xin mà không cho nữa, nó quánh mình nữa khổ. Rồi tháp Eiffel cũng đã xây xong, một nhà văn vĩ đại đã ra đời. Rồi như là nó xin thì cho đi các bạn, nó không cho nó đấm mình thôi, mình chưa kịp chuẩn bị quân đội. Rồi đây tiếp tục nghiên cứu cái mảng này. Đây xây tới cái sân, chúng ta có điện Kremlin ở đây nữa kìa. Chà, tội gì không xây. Hay chà, ở đây chúng ta xây điện Kremlin được. Rồi vậy khoan, này xây cái này. Xây cái này. Rồi cái này chúng ta chưa xây được, rồi thì xây cái này đi. Cho dân nó hạnh phúc. Rồi từ từ rồi tính. Chúng ta đi xa hơn tí. Rồi lên đây nào. Rồi chỗ này từ từ làm cái tàu cá đã. Đây đi khai thác đi. Này xong rồi đúng không? Rồi vậy tiếp tục ở đây. Xây không kịp luôn. Rồi khai thác dầu tiếp nào. Chúng ta lại càng có rất nhiều dầu. Khai thác dầu trên biển. Hiện ra có mỏ đá hả? Tuyệt vời, nhưng mà cái đó tính sao? Đây, tới đây. Ở đây chúng ta lại cần thêm một cái tàu buôn nữa, ấy tàu cá nữa. Ở đây xong rồi. Ok, lại đây. Đây, nói chung là tất cả cứ xuất phát từ thủ đô đi. Là ổn nhất. Mở cửa biên giới, ok, có đóng đâu mà cái đòi mở. Rồi, tiếp tục nào các bạn. Để bấm vô đây coi coi. À, ok, chúng ta lại giữ được một khoảng cách xa rồi. Rồi, tốt, rất mừng các bạn. Rất tốt. Rồi, đây, cái này đi, chúng ta nó có buôn mà. Rồi đây, tốt. Đấy, phải vậy chứ. Đây, thêm một cái này nữa. Xong rồi đúng không? Trên này để thằng này nó lo. Khu này thì khúc dưới này để cho cái thằng ở trên kia nó chạy lên. Bây giờ thì chúng ta đi theo cái thanh niên này nè. Nhưng mà từ giờ đến lúc đó thì chúng ta phải tính tới cái việc chúng ta xây dựng đường xá rồi. Tại phát triển nhìn bồi nó phải đi cùng với cái phát triển đường xá. Dù chúng ta muốn hay không. Rồi đây. Ở đây cái chỗ trao đổi nè.
cái này. Rồi ok, chúng ta sẽ có cái trạm radio. Rồi đây, khai thác gỗ đi. Ở đây cứ tiếp tục và phát triển. Đây. Rồi xong lại khai thác cá. Lại có một không, chỗ này chúng ta chưa chiếm được. Dân người ta chưa khai thác được chỗ đó. Rồi ok. Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển rất mạnh các bạn. Rồi đây, tiếp tục phát triển sản xuất. Rồi cái nào lẹ chúng ta làm trước thôi, cái này chính nè, cái này chúng ta vừa có tàu sân ở đây có tàu chiến mà như cái này tàu sân bay này nữa mình không lầm. Đây, thế thôi. Cứ thế mà lên, chỗ này thì cũng được nhưng mà mình không thích lắm, chúng ta đi tiếp. Thành phố mà xây trong rừng thì không nên tí nào cả. Mà tính ra thu nhập mình đang xuống các bạn. Hả? À nó phát hiện, mình phát hiện ra thằng này nó gài điệp viên nhà mình. Rồi thì rồi chọn cái số 3 đi. Rồi ok, thằng này nó hứa là nó sẽ không gài điệp viên nhà mình nữa. Có giữ lời hay không thì chưa biết, nhưng mà thôi chúng ta cứ cư xử một cách ôn hòa đi các bạn. Không nên tuyên chiến này, làm gì muốn tuyên chiến cũng không được. À đây chỗ này tốt nè, đây tuyệt vời tuyệt vời. Đường sắt hả? Chúng ta không cần đấy, chúng ta xây đường bộ được rồi. Đây. Giờ Trung Quốc đó là thời đại nguyên tử rồi các bạn. Rồi tính nghiên cứu bom nguyên tử để dọa tôi đúng không? À đây, thành lập Liên Hiệp Quốc rồi thì phải. Rồi gì thì gì. Để coi ai làm hết ta. À. Rồi thôi lần này mình cứ bầu cho Ấn Độ đi, mình giành làm gì. Mình cũng không giành lại nó thì thôi, không giành các bạn. Rồi đây, anh làm mà lãnh đạo thế giới đi nha. Ở đây chúng ta xây cái để xây cái khách sạn lên đã, tính gì tính. Rồi đây cái chỗ này phát triển thương mại đã ghê ta. Chỗ này xây thành phố à, không thích lắm. À, rồi đây lại đi ra được biển rồi. Chỗ này phải biển không hay hồ đấy. Hình như chỗ này là biển hồ mà. Ok, chúng ta đã có một cái lâu đài ở trên núi rồi các bạn. Hình như cái này là ở Batavia hả? Rồi sao không được. Rồi thôi chúng ta tiếp tục nào. Cái này thì chúng ta sẽ đây. Thêm cái hạnh phúc vô, tại vì chúng ta sắp sửa set một cái thành phố mới rồi. Đây, tuyệt vời. Chỗ này có lúa mì rồi luôn, có cảng, có ít nhất là nó gần nguồn nước các bạn. Có cái hồ lớn này, còn có hồ nhỏ nữa thì tuyệt vời. Rồi chỗ này thì đây, xây cái này trước đi là tính. Chỗ này thì chắc xong rồi. Ok, xây cái sân vận động lên cho bà con có chỗ coi thể thao. Đây, tiếp tục theo nếp cũ. Hình như là cũng chưa có thiết lập cái đường thương mại được. Rồi, đây. Rồi, có cái gì đâu. Thì cứ tới chào xã giao hoài. À, đúng rồi, phải đầu tư chứ quên nữa, thấy không? Xây dựng lẹ cho thằng trên kia một loạt một số công trình cơ sở trước cái đã. Tại giờ mình chưa có lên kịp. Đây, không biết xây được nhưng mà cứ xây đi. Đây, cái này đảm bảo cái nguồn cung lương thực cho nó nè.
cái đó thì để cho nó tự xây cũng được. Tiếp tới cái thư viện, mình không có nhiều tiền để xây, thành ra cái nào rẻ mà xây trước, xây cái tường lên luôn, đầu tư cho mấy cái này là chúng ta không tiếc các bạn. À, còn xây được một cái thôi, rồi xây cái này lên luôn, rồi chắc hết tiền để xây rồi, và chính xác hết tiền rồi các bạn. Rồi đây chỗ này còn nhiều cái chưa xây lắm, rồi, xây cái lâu đài lên đi, có cái mà thủ, rồi có đường rồi, giờ công tác làm đường này hơi bị lâu đấy. Chắc xa quá nó không kết nối được với thủ đô các bạn. Rồi điện Kremlin cũng đã xây xong. Đây, tới cái này. Đây, tuyệt vời, dân ta lại lên điểm hạnh phúc nữa. Bây giờ thì mình bỏ xa hai thằng kia luôn, mình khả năng cao mình thắng rồi đấy. Nhưng mà chưa tới phút cuối thì chưa nói được gì các bạn. Rồi thôi gọi thêm một đội xây dựng ra nữa cũng không mất gì. Giờ mình giàu rồi. Thằng kia để cho nó đi làm đường các bạn. Hả? À rồi đây làm đường đi. Chúng ta kết nối hai cái mấy thành phố trên bộ nhà bằng đường, bởi mình nói làm đi được biển dở thôi, dễ hơn là vậy. Chúng ta không cần phải đi xây đường, tại vì không mà dướng qua mấy cái địa hình xấu thì nó đi rất chậm. Thành ra là chúng ta dùng cái chiêu này để mà đẩy nhanh cái hoạt động giao thông. Rồi đây, chạy lên đây nhanh. Ta đi cũng mất 8 lượt chứ đùa đâu. Rồi ở đây có cái gì để khai thác chưa? Chưa phải không? Rồi đây. À mới mở rộng được ra đây thôi. Mở rộng được ra biển. Còn biển cũng chưa kết nối được với nhau nữa. Rồi đây tới cái này đi, chúng ta phát triển về mặt văn hóa. Mặc dù mình đang thắc mắc là tại sao mình lại không thể nào đi buôn ở đó được nhỉ? Nó đâu có xa lắm đâu. Thôi vẫn là cái này chưa lên cái xe buồn vậy. À, chắc rừng rú không làm sao đi. Rồi đi chưa được thôi, sao không buồn. À, cho lúc đó ta lại xây mấy cái này vậy. Có bộ như là càng phát triển chúng ta càng phải có nhiều lực lượng xây dựng rồi các bạn. Không phải chỉ đơn thuần là chúng ta xây dựng để mà chúng ta phát triển hạ tầng, mà chúng ta còn xây dựng á, là để kết nối nữa. Thành ra là chúng ta đôi khi lúc đầu thì chúng ta không có nhiều cái để xây lắm, còn bây giờ chúng ta có rất nhiều cái để xây các bạn. Rồi chạy lên đây nè, nói nãy giờ rồi. Ông này ông đang kẹt ở đây rồi. À, phát triển ở đây thôi, tiếp tục đi. Dân chỗ này cũng lên tốt quá, mà thật ra đa phần là nhờ lương thực từ thủ đô trở lên các bạn. Chúng ta đang phát triển công nghệ điện. Electronic nè. Rồi, ok, chúng ta đã có một thương gia vĩ đại rồi các bạn. Rồi, thương gia vĩ đại. Wow, quân đội nước ngoài. Quân đội này là của nước nào đây? Đây chỗ này không? Chỗ này cho lên đây đứng đi. Quân đội thì giờ trên bộ mình có cái gì? À mình có pháo binh rồi. Đây. Chúng ta bắt đầu xây dựng quân đội đi, từ từ tính tới mấy cái khác. Kết nối đường xá xong rồi đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục qua đây. Ông này đi lên đây lẹ kêu nãy giờ.
này của Ấn Độ mình đang thân, nó không quýnh mình đâu. Chắc là qua thăm dò, tại nãy mình cũng hứa là cho nó đi qua lãnh thổ của mình rồi. Rồi đây. Cái này là cái gì? À. Đây. Đi buôn mãi bây giờ mới có đường đấy. Rồi từ thì mình mở rộng chỗ này sao? Giờ mình chạy qua đây đã, tiếp tục khai thác rừng nào. Chúng ta sắp có súng máy rồi các bạn. Ballistic này khá là quan trọng, nó cho chúng ta cái súng phòng không lẫn súng súng máy bắn đối bộ binh. Rồi thôi không sao, chúng ta đến lúc chúng ta đầu tư vô quốc phòng một tí rồi. Đây quân đội chúng ta lên rồi. Đây chúng ta cứ xét nó ở thủ đô thôi. Rồi xong. Chỉ cần vậy thôi. Chỗ này cũng chưa cần gì rồi. Thôi được rồi, cho nó tự vệ đi bằng một đội pháo. Mốt mình nâng cấp sau các bạn. Đây, nâng cái này lên. Rồi ở đây xong rồi, khúc này gần bờ lại không lo chiếm giữ. Rồi đây, lên đây nhanh. Rồi đây, để cho chế trạng thái phòng ngự. À, nó nói ở đây xây tốt á, xây tốt thì thôi xây ở đây cũng được. Ông này ta Aristat này tam. À, rồi ok. Xây đi. Rồi ở đây giống như vậy. Xong. Chỗ này thì xây được một công trình nữa nè. Rồi xây cái chợ lên. Chỗ này xây tiếp. Chà, chỗ này xây chậm quá rồi, xây cái đền lên trước đi. Cái này thì xong rồi thì xây cái quân đội lên. Rồi, chúng ta đặt lên thả thấy chẳng là chiến đấu thôi. Chỗ này thì xong xuôi rồi thì xây pháo đài lên. Ông này chạy lên đây trước. Rồi, ok. Chúng ta có quân đội để phòng thủ rồi. Một kỹ sư vĩ đại nữa. Chà. Rồi, thế thì ổn thôi. Đặt trong trạng thái báo động. Rồi xong. Ông này đang ở đâu? Rồi ông này là kỹ sư đúng không? Rồi kỹ sư đi lên đây. Ủa cái gì vậy? Bấm nhầm nữa khổ quá. Chưa chọn thằng này, tại bấm vô đây là nó chưa có chọn. Cái thói quen bấm lẹ không là chết liền không? Nãy bấm lầm biết nhiêu lần. Anh nói ủa sao có hai lượt lẹ thế? À, chỗ này xong rồi thì thôi xây cái này lên. À, chỗ này đường xong rồi. Rồi ok tiếp tục tới đây. Ta đang kết nối đường xá lại rồi. Không biết bao giờ mới lên được đi xe tải đây. Cái đi cái này chậm quá. Ủa thằng này đi đây đi tới đây làm gì? Ê quay lại đây. Nãy bấm nhầm. Mở cửa biên giới, ok. Rồi lượt 401 rồi các bạn. Cái gì nữa? À rồi. Chúng ta cứ bỏ phiếu cho chúng ta thôi các bạn.
Ở Ấn Độ cũng đang bò đòi ban mấy cái mà nữ trang tự nhiên. Rồi đây phát triển sản xuất lên. Rồi để tiếp tục nào. Rồi xong. Ông này nhiều. Rồi chúng ta lại cứ chọn cái này thôi, thích hay không thì tùy. Chọn tới cái này. Rồi đây. Dân ta rất hạnh phúc cơ mà. Cái gì đấy, ấn nhận cái là có chuyện liền. Rồi thôi, khai thác gỗ đi trước cũng được. Ông này hạ xuống, rồi sau đó là đặt trong trạng thái phòng ngự. Rồi chưa có gì thôi. Tiền thu nhập của chúng ta đang giảm xuống khá là nhiều. Mình đi toilet, cái lát mình quay lại nha các bạn. Rồi, ok, mình trở lại rồi đây. Rồi, chỗ này còn mỗi khách sạn chưa xây thôi. Ông này rồi làm đường xong rồi lại tiếp tục đi lên đây làm đường tiếp nào. Rừng rú không kêu ai đi buôn, ai dám đi các bạn. À, thôi làm nông chỗ này luôn đi rồi chúng ta mới tính tới việc làm đường được các bạn. Rồi ta xây cái sân vận động lên nào. Như là cái hệ cộng sản này nó cộng nhiều cái mà mình xây ở phát xít thì nó cộng như toàn mấy công trình hạnh phúc toàn bằng mấy công trình quân sự thôi. Rồi đây bắt đầu khai thác mỏ đá đi. Rồi, ok. Đây, chúng ta nghiên cứu tới plastic, tức là nhựa. Rồi. Vẫn còn dùng sức kéo của động vật là buồn thế mà không nói chơi chứ tại mình có khá nhiều cái vật nuôi các bạn nên là mình chưa chuyển đổi sang cái cơ giới được liền. Rồi đây tiếp tục tới cái này là chúng ta cũng tiêu thụ một cái lượng nhôm tương đối chứ không phải không đâu. Chúng ta có 4 đội xây dựng rồi.
Rồi xong. Rồi ok, chúng ta cứ đổi than lấy thuốc nhuộm thôi. Hàng đổi hàng, mọi thứ đơn giản. Đây, khai thác đi. Chúng ta lại có thêm đá. Chi tiêu cho quân đội thì nhiều thật, nhưng mà tới lúc này là phải chi rồi các bạn. Rồi xong, bây giờ phát triển sản xuất lên. Mình xây dựng rồi nó mới nhanh được. Rồi đây, thêm một cái nông trại nữa. Kết nối được chưa ta? À, kết nối được rồi, hay quá. Rồi để xong rồi mình sẽ gọi ra một cái đoàn buôn nữa. Rồi để coi nó đi đường nào. Rồi mình mới làm đường được. Tại nó chưa kết nối nhà được nè, muốn làm đường cũng khó. Rồi làm đường này, làm nông đi, xây cái nông trại lên. À, phát hiện ra có đây có vàng nữa hả? Ủa kinh vậy. Rồi đây một đoàn buôn nữa xuất hiện. Đợi nãy giờ luôn đấy. Mình nãy giờ mình còn không lo chứ. Cái mảng khảo cổ. Mà thôi cái đó cũng không cần. Để coi. Rồi chúng ta vẫn đang bỏ xa một khoảng. Ơ mà thằng Ấn Độ nó vượt Trung Quốc rồi này. Rồi đúng là không nói trước được gì các bạn thấy không. Rồi đây đem lương thực lên đó đi. Rồi coi như là công tác này đã xong. Giờ tới cái này. Nãy giờ chưa có xây làm. Cái công trình tình báo mình không có làm được. Rồi đây. Không có xây được, ở trên kia nó cứ đứng lại hoài. Rồi ở đây từ từ. Dưới này xong cái mỏ rồi đúng không. Rồi qua đây chúng ta lại khai thác gỗ nào. Mới vô là mình thì cũng không có nhiều cái cái quặng chiến lược rồi lắm, thành ra là chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi nhiều hơn được. Trời, cái chỗ này có tài nguyên nãy giờ nó không lo nó mở ra. Rồi đây khai thác gỗ đi. Đây cái chỗ hội nhà văn này trước này. Rồi tới lượt cái này. Cái này xây luôn đi. Như là mỗi nơi đều phải có cái cơ sở tình báo để đảm bảo an ninh nhé. Bạn mà nó còn gài mình đó mà huống chi kẻ thù. Đây chúng ta có cái nông trại trồng lúa mì rồi. Chỗ đó là chuyên sản xuất lương thực mà chất lượng cao luôn đấy. Để coi có nó chạy đường nào lên đây. Chắc nó phải đi cái đường này quá chứ đường rừng đâu ai dám băng. Thả đi đường vòng mà được đồng đường đồng bằng. À không, nó đi luôn các bạn. À vậy cũng tốt. Đây nâng tới cái này lên. Đẹp trời ngay. Ở đây có cái nào xây được bằng tiền nữa không, xây lẻ. À đây trường đại học đây này. Ấn Độ cái thế ổng luôn, thế của ngoại giao của ổng khá cao à. Nãy có lúc mình bằng được ổng thời gian ngắn thôi. Chi phí gì cái trì mấy cái đường này cũng không phải là rẻ đâu á. Rồi để coi ổng băng nó đi đường nào. Rồi xong cái plastic này là coi như xong rồi đấy. Rồi xong. Tới lượt cái này. Đấy cứ theo thứ tự mà nghiên cứu thôi. Rồi giờ thì làm đường đi. À có cái đặc biệt rồi hả, hay. Rồi để xây cái cơ sở tình báo ở đây đã. Đây thủ đô nè, xây cái tượng Thiên Chúa lên.
ở đây đúng là xây chậm hơn thật, nhưng mà bắt đầu nó xây cái này được rồi, tuyệt vời. Đây, nghiên cứu đi, nghiên cứu đi. Cái đường ray xe lửa thì tại nó tốn quá là thôi mình không có xây nha các bạn. Rồi nè, ở đây mình bắt cầu rồi mình làm đường rồi độ đủ thứ ở đây. Lãnh thổ thì nó chưa kết nối ra, không cách nào làm đường được. Cho nó chạy băng rừng luôn. Ủa, ở đâu đây? À, ở đây hả? Rồi thôi cứ theo tuyến đường cũ mà đi. Mở cửa vẫn mở mà. Chắc lâu lâu nó hết cái thời gian hiệp ước á, thành ra là phải đề nghị lại. Rồi thôi mình vẫn cứ cho thôi, không có tội gì không cho cả. Lên đây làm đường tiếp đi, ông này nhảy qua đây là được. Rồi đây nghiên cứu cái này đi, xây cái này, nghiên cứu khoa học cho nó lẹ. Rồi trên này cứ từ từ, không cần không vội, kết nối lại với này đã. Rồi ở đây có gì không? Ở đây không có gì hết, có gì hết thôi nhảy lên đây luôn. Cái hồ đó chúng ta không lắp được các bạn, không lắp được thì thôi cũng không sao. Rồi để coi, ở đây nó chưa mở rộng được, mình không có cái gì. Có cái miếng này ở đây vậy mà nó không chiếm, mà cũng không hiểu tại sao luôn á. Rồi thôi thì lên đây xây dựng cái trại săn bắn vậy. Chúng ta có trong tay 5 thành phố. Có đứa nó xây cái tượng Thiên Chúa trước mình nè. Thôi kệ cũng không sao, có nhiều kỳ qua mình gom hết thì cũng đâu được. Rồi xây lẹ một cái coi. Đây chỗ này buôn bán thì xây cái chỗ cho đoạn buôn nó ở cho lẹ đi. Rồi mấy cái kia xây lâu quá. Đây rồi đầu tư cho quốc phòng tí, xây cái trại lính ở đây. Chỗ này vậy là xong rồi đúng không? Rồi vậy xây cái cơ sở nghiên cứu khoa học. Ở đây mình xây chuồng trại đi, cái chỗ này chăn nuôi được. Rồi làm ruộng để khai thác gỗ đi. Ồ, mấy cái đội xây dựng của mình bây giờ đang ở rất gần nhau nha. Một đội làm đường, những đội còn lại vẫn đang xây dựng công trình. Thường thì người ta mới phát triển hạ tầng giao thông khá là sớm, trong khi đó là mình phải đến giờ này chúng ta mới lo cho cái mảng giao thông. Có bị vượt mặt không? Chết mồ, Ấn Độ nó bám sát kinh quá. À, đầu có đầu tư cho cái mảng này nữa hả? Ở đây phải đứng đầu cho cái mảng này mới được. Đây, từ tới lúc chạy đua là phải lo chạy đua các bạn. Còn mấy cái kia thì từ từ cũng được. Cái này thì tại nó bèo quá rồi nên nó thật khỏi. Rồi ok, chúng ta làm thêm cái đường ở đây nào, kết nối với thành phố được là xong rồi. Tiền của chúng ta đang giảm khá là nhiều. Không, mình không có đi thám hiểm, thành ra mình không có tìm được cái đường để mà nó đi ngoại giao. Nếu mà là đi ngoại thương á các bạn, mình tàu mình nó không có đi vượt biển đi được, mặc dù bây giờ mình đã có công nghệ hàng hải khá là phát triển rồi, nhưng mà chủ yếu là đi buôn trong khu vực thôi.
Vậy mà mình vẫn đứng đầu, đúng là cái khả năng sản xuất của mình nó hỗ trợ cái này kinh thiệt. Rồi, ok. Còn tới 20 tới thời đại nguyên tử rồi. Đây. Ủa sao tự nhiên? Rồi xong, không có gài vô đối phương làm gì cả. Mình thì cứ ở với mình là được. Tới cái này rồi, ok. Rồi tới lượt cái penicillin, thuốc kháng sinh nè, cái này rất quan trọng luôn. Rồi xây tiếp đi. Công nhận mình có tham gia có một lượt thôi mà xong xuôi luôn đó các bạn, chứng tỏ là cái năng lực của mình nó rất là kinh khủng đó. Như miếng này xong rồi nè. Chà, lẹ thôi. À. Đây chúng ta lại đầu tư tiếp cho khoa học công nghệ nào. Nó lên lẹ lắm. Rồi rồi, ok, kết nối được cái đây với thủ đô rồi. Điều xây dựng hơi lâu rồi, ok, chấp nhận các bạn ơi, em biết sao giờ. Rồi thêm cái danh trại quân đội nào. Ở đây xong rồi, kết nối rồi, tuyệt vời. Đây, ok, đường xa kết nối lại Washington với lại Philadelphia là được kết nối rồi. Rồi đây, thêm một trại khai thác gỗ. Rồi chúng ta lại cứ ủng hộ chúng ta thôi. Ấn Độ cái quyền của nó áp chế mấy cái phe khác rồi. À đúng rồi, bây giờ chúng ta dùng tiền chúng ta đi mua đất đi. Cái này nó rất quan trọng. Đây nè, cái điểm mình nó xuống là tại mấy cái phe kia nó mở rộng lẹ quá. Ấn Độ vượt lên rồi. Ồ, cái ông này sao thời gian ổng xuống, ổng lên kinh quá. Mình đuổi không kịp. Ok, chủ quan cái là đi ngay đó. Tại mình với anh chung ý thức hệ, thành ra là mấy cái này là nó cộng gần giống nhau, mình mất cái lợi thế ban đầu rồi. Ồ, bà Võ Tất Thiên, này chắc là bên quân đội rồi, bên kia đó là tư quân đội kinh quá mà. Chỗ này có quân đội rồi. Rồi xong. Tới cái này. Rồi, ok.
tới lúc phải đầu tư cái này rồi. Đây, thêm không quân đi. Đây, khai mỏ đi. À, chúng ta bắt đầu có xe tải rồi nè, hay quá. Không còn phải đi đi bằng là sử dụng sức kéo của động vật nữa. Cái gì đây? À, rồi ok, làm nông tiếp nào. Xin tiền à, thôi cho luôn đó. Rồi, tiếp tục phát triển nào. Trời, xin nữa. À, thôi cứ cho đi, khổ quá rồi. Ta phát triển sức mạnh mềm thôi. Đây chúng ta có thêm không quân. Chúng ta chủ yếu chúng ta đánh vô cái lực lượng của đối phương thôi. Không có để tấn công thành phố rồi đâu, mình không cần nâng cái mảng đó. Đây nâng tiếp tới cái để coi. À không phải, cái này là ở yên đó. Rồi tạm thời ngủ ngủ cái đã. Ở đây chúng ta cũng thêm không quân đi. À đây, thêm một chiếc máy bay ở đây. Ok, để coi nào. À, cái này thì không cần. Để xem. Đây, rồi xong. Phát triển cái năm thương mại này mạnh vô. Chỗ này lương thực của nó là cũng tương đối nhiều rồi đó. Mình cố gắng ở đây mở rộng ra đây thêm xíu nữa. Mở rộng ra biển thì đỡ mất công xây thôi. Đây là mấy miếng này rẻ là để mua trước. Chắc giờ không mua được miếng nào nữa rồi. Rồi ok, vậy cũng ngon rồi. Ok, nó kết nối lãnh thổ lại được rồi nè. Hay. Rồi. Cái gì đây? À. Cái này thì nó phải à, cái đó đâu cần. Rồi ở đây chúng ta làm đường nào các bạn. Xây xong rồi làm đường luôn đi, kết nối lên đây. Tại nó đi đường này nó về mà. À đây có mỏ than nữa đây này. Trời ơi. Cái mỏ gì mà nằm trong rừng không vậy? À, chúng ta nghiên cứu ra được penicillin rồi các bạn. Enough. Tuyệt vời. Đây, cứ nhắm vô bộ binh của đối phương mà đánh. Rồi, ngủ đi. Giờ nghiên cứu tới cái... đây, nghiên cứu cái radar nè. Mình không cần vũ khí quỷ gì hàng loạt nha các bạn. Đây, tới cái này. Cái này. Đây. Rồi đây, chúng ta cho nó ngủ đi.
Rồi cho ra đi qua đây. Đây làm nông đi tiếp nè. Đây phát triển nông nghiệp mạnh vô. Rồi còn miếng này nữa. Nói chung là nãy giờ lực lượng mình nó phải chạy đông chạy tây nhiều quá nữa mới là cái khó cho mình đây. Còn hai mấy lượt nữa thôi. Ồ, Ấn Độ nó bỏ xa quá, Trung Quốc thì đang bám sát mình luôn. Chà, tới phút cuối rồi lại thua à. Chúng ta đã dẫn đầu một khoảng thời gian khá là dài đấy. Rồi, tới cái ngân hàng tiếp nè. Rồi, bây giờ chúng ta cần thêm tàu ngầm. Nói chung là tăng cái năng lượng quốc phòng của chúng ta lên. Nó tính luôn cái điểm nó vô mà. Bây giờ phải không muốn xây thì cũng phải xây thôi. Tất nhiên là vẫn theo đường cũ mà chạy. Mở cửa, ok. Rồi đây. Tiếp tục khai mỏ đi. Đây. Cứ theo cái nếp cũ mà làm. Sức mạnh văn hóa của chúng ta là khá là cao ấy. Đây. Tất nhiên là tàu ngầm thì để chống tàu của đối phương rồi. Rồi ok, xây tới cái này nè. Hôm nay đi chặt gỗ đi. Rồi tạm thời ngủ. Nhưng là lực lượng này mình xây để tự vệ thôi chứ không phải là để tấn công đối phương. Tàu ngầm mình đi xa ghê chứ. Cái 8 luôn. Rồi ok. À, đúng rồi, nãy giờ không thấy mấy cái lực lượng đặc biệt nó xuất hiện nha. À, cái này đi tuyệt vời ông mặt trời. Đây tiếp tục. Sáu ba ồ bắt kịp rồi mà Ấn Độ lên đến 92 rồi. Rồi lát nữa mình muốn coi điểm tổng kết cho nó làm sao. Đến Atlanta đi. Chỗ này dân tăng là tương đối. À, ôi trời, cái này nãy giờ mình không tham gia nữa. Cái đời thể thao mình hoàn toàn không tham gia luôn. Rồi thôi ok quên đấy. Đúng là không để ý. Thôi lỡ rồi không sao, bỏ qua đi. Không quan tâm tới cái đó lắm. Ông này cũng nên có cái máy bay rồi. Ông này ở đây có máy bay chưa ta? Có máy bay nó sẽ có biểu tượng không? À có.
À đây, giờ ông này tới tàu ngầm đi. Thằng này chắc đứng ở đây rồi. Chắc tính lôi kéo mà nhiều mặt tôn giáo hay sao cho nhà thiền giáo qua nhiều lắm. Cái gì nữa đây? À, ban cái gì đây? Giờ mình đề nghị bỏ bớt cái gì đó đi. Cái này nè, đúng rồi. Rồi tới lượt cái này. Nãy giờ là hầu như mình không chạy đua xây dựng cái này luôn, mấy cái công trình đặc biệt luôn á. À đây B17 nè. Tới giờ nâng cấp lên rồi. Pháo binh thì chưa có nâng cấp được. Rồi đây, thằng này nè, lên cấp thành máy bay đánh bom chiến lược thì mới sống được. Thằng này xong đi rồi mình nâng cấp cũng được. Rồi, ok, làm ruộng đi. Đây là cái gì cũng xong rồi thì giờ mình nâng tới cái sân bay thôi. Đây xong hết rồi. Rồi thì thôi, chạy lên đây xây tiếp. Chúng ta xài chưa có bao nhiêu mà. Trời, bị bỏ lại hạn chót luôn rồi. Chà, từ có vẻ như cái nào ai cũng có thời thôi. À thôi chả sao. Cái gì cũng vậy, có thời thôi các bạn. Ngủ đi. Trả tiền nó xuống quá rồi nè. Nó mới thành vấn đề. Rồi ok. Mấy công trình của mình nó ăn tiền nhiều quá. Chúng ta còn chi tiền cho mấy cái phe phái khác nữa. Ở đây một chiếc tàu ngầm nữa ra đời. Rồi ngủ đi, nói chung là lực đoàn lực lượng phòng vệ thôi. Chúng ta không có ngoại thương, thành ra chúng ta không có cái tiền nhiều. Rồi đây ta làm đường tiếp. Chuyện gì thì chuyện chúng ta cứ lo phát triển cái đã. Không đứng nhất thì cũng không sao, để coi chúng ta thua những cái mảng nào. Tại chưa có mở map được các bạn, thành ra chúng ta cũng không biết là chúng ta trời. Rồi xong, chúng ta cũng không biết là nó có bao nhiêu thành phố hay bao nhiêu cái gì cả. Rồi đây, cứ xây dựng thôi, khai thác gỗ tiếp. Chà, chỗ này đất sa mạc mà nhìn ngon ghê ta. Hả? Cái gì đây? À hai này nó muốn quýnh nhau. Xin lỗi, mình không có rảnh để mà đánh. Hai đứa đánh nhau thì mình mừng thôi.
rủ mình đi đánh lộn nữa chứ. Đây. Càng lúc cái thương mại của mình nó càng đuối, kinh tế mình nó đuối rồi. Và tại mình nuôi quân nhiều quá. Nó ăn tiền của mình nữa. Rồi ok, mảng khác thì mình cứ hợp tác thôi, nhưng mà riêng cái mảng quân sự thì xin phép không nhé. Rồi đây. Rồi ngủ yên ở đó đi. Rồi đây xây cái này lên. Xong rồi bắt đầu sẽ lo tiền bạc nào. Đây. Chúng ta cần lấy lại cái sự phát triển của mình nào. Tiếp tục. Xuống dưới đây nào. Ông này lên đây thôi. À nó đi đường này về. Ồ, nhà khoa học vĩ đại đó ra đời. Rồi khai thác ra mỏ thì giờ phải chặt cây cái đã. Rồi nó ra đời ở đây à. Rồi cũng được đi. Rồi được thêm cái này nữa cho nó lẹ. Manhattan Project à. Rồi thôi ok cũng được. Đây chúng ta thử cái này coi. Mà dù than thì giờ cũng không cần thiết nữa lắm. Nhưng mà do chúng ta cứ cố gắng đi. Rồi ok, mãi mới thấy có một nhân vật vĩ đại nữa xuất hiện đấy. Rồi mà cái này tính ra cũng dở đó, lẽ nó phải có nhiều loại chứ, cái này nó còn cho bên tôn giáo không thì mình không cần, cứ để như vậy là được rồi. Rồi ok, tới cái rocket nè. Rocket này mấy giờ mình không biết nha. Rồi xong. Chắc là thua rồi các bạn, nhưng mà không sao. Chúng ta rớt thằng bé nhưng mà chúng ta bám tương đối sát ấy. Tới khúc này về là có đường rồi các bạn. Nói chung là cái khúc này giống như cái trạm trung chuyển vậy đó. Trời đất, nó nghiên cứu trước mình cái dự án Manhattan rồi, uổng quá. Nó nghiên cứu lẹ quá các bạn. Rồi thôi, trên này cứ xây dựng đi rồi được rồi. Rồi thôi, không nghiên cứu được gì nữa thì thôi. Ủa? À cái này không cần quan tâm, chứ sau này ai cũng nghiên cứu được hết. Cái đó ai cũng có quyền nghiên cứu các bạn. Rồi thôi kệ, nó vậy cũng tốt, không mất là công là được. Rồi mở cửa thì mở cửa thôi. Chúng ta còn 4 lượt nữa. Ông này đi vô rừng. Đây chúng ta bỏ phiếu nào. Ô trời, ông Ấn Độ. Ổng nhiều phiếu quá.
uranium, chúng ta thấy uranium rồi nè. Ở dưới này là chúng ta không có khai thác thì đất đó ta chưa có chiếm. Ok, rồi đến năm 2022 tháng 1 năm 2023 luôn rồi này. Rồi đây. Chịu. Rồi xong. Rồi ok, chúng ta đang bám khá là sát rồi đấy. Đây, chúng ta nên chọn cái tôn giáo của chúng ta. Chúng ta loại được cái tôn giáo của Ấn Độ là thấy ngon rồi. Nhưng mà nó vẫn không có trừ lại được cái điểm này. Để coi sức mạnh của mình coi. 16 điểm cho cái thành phố hả? Bây giờ mấy cái này nó nhiều thành phố lắm hay sao? Ờ đúng, nó nhiều thật các bạn. Quá trời thành phố luôn đây này. À không, chỉ có Ấn Độ nhiều thôi. Ờ khoan khoan khoan. 115 này là 105. Mình ít thành phố quá, mình có 16 à. Dân số mình là 163 cộng 163. Còn mấy cái này dân số nó cao thế. 74. À quân đội nó cũng rất đông, dân số nó đông thì quân đội nó đông phải rồi. Còn cái này để coi. À cái này bấm nó ra đây cái này. Rồi để coi tiếp tục cái này coi. Wonder nè. À cái này cái Wonder mình cao, tại vì bây giờ mình không xây được nhiều cái đó nữa. Ở đây mình thất thế này, 2 năm 6 về công nghệ. Ấn Độ thì nó đi công nghệ tương đối chậm, Trung Quốc thì công nghệ rất nhanh. Cái công nghệ tương lai thì mình chưa được cộng, chưa có nào có hết. 128 nhờ cái cảnh sát hả? Mấy cái này được nhiêu? À nó cũng không có cao lắm ở cái mảng này. Cái công việc vĩ đại mình cũng nhiều, mấy cái này nó không bám theo mình kịp. Tôn giáo của nó, à tôn giáo mình cũng hơi đuối. Rồi nói chung là mình có cái mảng hơn, có mảng kém mà nó cộng cái điểm lại mình không bằng các bạn. Mình xây ít thành phố quá. Đổi lại cái hạnh phúc của mình nó cao, nhưng mà cái thành phố ít quá thì không được. À, rồi ok. Tới cái này. Mấy ông pháo binh này là tới hạn nâng cấp rồi. À chúng ta không có đủ tiền để nâng cấp các bạn ơi. Hơi bèo. Hơi buồn đấy chứ phải. Rồi thôi xây khách sạn đi. Xem được thì thôi chịu vậy. Tới hạn nâng cấp mình, bây giờ mình lên cái dạng tên lửa rồi đó, chứ không phải là pháo binh mà dạng thời thế chiến thứ hai nữa. Vấn đề là giờ không có tiền. Nghèo quá. Rồi một họa sĩ vĩ đại, và chúng ta đã có cái này rồi. Ok, xây cái lầu năm góc lên nào. Ok, sự kiện ở vịnh Mexico. À này chắc hình như xâm lược Mexico. Thì Pháp có đánh Mexico thì phải. Rồi ở đây kiếm tiền nè. Kiếm tiền. Cái này đang xây dựng nữa. Nuôi quân đông quá bây giờ nó khổ vậy đấy. Chưa kể là nãy giờ chúng ta rất là hào phóng với các nước khác nữa, chúng ta cho nó tiền nó đầu tư. Bây giờ nó phát triển mạnh lên, nó cạnh tranh ngược lại với chúng ta. Rồi ok, chúng ta thua rồi các bạn. Tất nhiên là nền văn minh của chúng ta không bị hủy diệt, nhưng mà trong cái cuộc đua coi ai là người phát triển mạnh nhất thì chúng ta đã thua cuộc rồi. Chúng ta bị đánh bại nhưng mà chúng ta không phải là đi vào sử sách đâu nhé, chúng ta vẫn tồn tại thôi. Bây giờ coi cái này nào, về mặt dân số thì mình đứng hạng 2. À, Ấn Độ đông nhất, mình đông nhì, Trung Quốc đâu ít đông nhất. Cái này là hình như là về cái sản xuất nông nghiệp thì Ấn Độ mạnh nhất.
Đúng rồi, tại mình không có nhiều đất để làm nông đó, thành ra mình thua. Cái này là sản xuất hàng hóa thì mình yếu hơn. Ông này ông xây cả đống thành phố thì ổng chả mạnh. Cái GNP hình như là trên đầu người nè, mình thua ở Trung Quốc. Này là như là cái chỉ số phát triển hay cái gì đó quên tiêu rồi. Đó lãnh thổ của mình thì thua thằng Ấn Độ. Lính của mình thì tương đối lính mình đông hơn à, không, lính mình hạng chót luôn các bạn. Cái này mình hạng 3. À không, này mình hạng 3 luôn nha các bạn. Mình hạng 3 nhiều lắm. Cái này toàn bên đây là mình toàn hạng 3 thôi. Có cái này mình hạng nhất thôi, cái này là cái gì vậy trời? Không biết. Cái này mình hạng nhì, mình thua thằng Trung Quốc. Ây chà. Mình không đứng hạng 3 thì mình cũng chỉ đứng có một đúng một cái là mình đứng hạng nhất là cái này thôi. Còn lại là mình thua hết. Điểm của mình thì chỉ bằng cái đứa đứng hạng 9 ở trong cái bảng này thôi. À. Cái relay này là cái gì đây? Rồi ok, chúng ta thua cuộc rồi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bách Hồn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.